Làm lại. Rồi, đợt này được rồi. Chào Nguyễn Phương. Chào em, chào buổi sáng. Bên Việt Nam là buổi tối. Nhiều lúc nó bị vấn đề á, là mình vào phone á, mình quay á, thì tự nhiên không thấy mặt mình đâu hết. Ngồi đây từ sáng giờ đợi mà, ngồi từ sáng giờ đợi mà tự nhiên nó bị trục trặc. Chào Minh Hương, chào Ngũ Ngọc Mai Phương, chào Liên Huệ, những bạn rất là quen. Chị Uyên Phan mới đưa mấy đứa nhỏ đi học về thì Viên cũng nhận ra là có cái này chia sẻ, là ngày xưa là Viên đi học á, là Viên nói là cái trường phổ thông trung học nó lớn lắm đó. Nó có ba khối à, 10, 11, 12, 13, và biết bao nhiêu con người trong đó. Mà là ngày nào á, chị nhớ chị đi học á, chị lên sân trường á, là chỉ có chị và bác bảo vệ thôi, có nghĩa là đi sớm rồi đó. Chào Thu Hằng em, đi cực kỳ sớm à, lớp hả 7 giờ vô học mà hình như 6 giờ chị có trường á. Rồi à, mấy đứa nhỏ chị đi học cũng vậy. Ngày xưa nếu mà trường chưa có dịch á thì 8:20 thì 8:10 là chị đã nhỏ chở nó tới trường rồi. Chào Thu Hằng em. Giờ mà bây giờ á, trường á mở 8 giờ thì là 7:50 mình đã có mặt ở trường rồi. Ý chị nói á, là các bạn nên tập thói quen cho con mình là mình đưa nó đi học sớm một chút, tập cho nó. Hai Nguyễn Phương Hà, hai em Thúy Duy. Thúy Duy ở Úc, ngày xưa nhờ chị đọc tên em không được. Chào Thùy Dung, chào em. À, Thái Hồng ở Bắc nước Úc. Úc hình như ở giờ hơi khuya á. Chào Chen Huyền, chào mọi người nha. Cảm ơn đã theo dõi. À, chị Loan, học trò Viên có nhắc là Viên phải nói share. Tại ngày xưa Viên livestream á là cả 10.000 view mà tại sao càng ngày càng ít người coi? Tại không kêu share, không kêu share thì ít người coi, chỉ có những người mà giống như học trò cũ mới coi thôi. À, các bạn có share được thì share giùm Viên nha. À, còn hồi nãy Viên nói là cái việc mà mình chào Hiền Lê em, Diễm Đà Lạt. Chào bà Tiên áo tím. Ồ, hôm nay mang áo tím nè, rồi có bông bằng vàng nữa nè. Tại vì bây giờ ở ngoài mall á, là người ta ngoài các cửa hàng mặc dù mùa đông mà người ta bán mùa hè rồi. Tăng cân vào bông vòng một. Ok, chúc chị trả lời. Rồi, các bạn ý của Viên hồi nãy là Viên nói là các bạn nhớ là mình tập cho con mình thói quen á, là đi đâu cũng đi sớm. Ví dụ như mỗi lần ăn tiệc á là mình nên chuẩn mẹ, mà mình là người mẹ mình chuẩn bị hết á. Mình chuẩn bị đầu hết thì mình nhớ là cho mình đi tới bữa tiệc đó sớm. Đi học cũng vậy, đem nó tới trường trước 10 giờ đi, à, trước 10 phút đi, đừng có lật đật. Tại lúc mà mình lật đật á, cái cách mình quơ cái chìa khóa, cái cách mình lấy đồ ăn, cái cách mình dắt xe ra vội vàng á, con mình nó học hết. Cho nên á, là chịu khó dậy sớm trước nửa tiếng đi. Rồi bây giờ chuẩn bị đầy đủ hết trơn á, tới giờ đi là cho nó nhẹ nhàng khoan khoái. Rồi con mình nó sẽ quen, nó lớn lên nó không, nó giống mẹ nó không khác được. Nó đi đâu nó cũng đi sớm hết, nó không có bị lật đật. Tại thói quen đi sớm là một thói quen cực kỳ có lợi, cực kỳ có lợi cho tất cả mọi người. Cho nên nếu mà mình vô tình mình dạy cho con mình, không phải vô tình mà mình có chủ đích, mình dạy cho con mình được cái thói quen đó thì quá là tốt. Ok, thì để coi hôm nay có nhiều chủ đề quá, không biết nói chủ đề gì.
Rồi con để cho các bạn đặt câu hỏi nữa. À, thì phần đầu thì cũng như bình thường ha, là sẽ nói theo chủ đề. À, chủ đề có thể mình học được gì đó. Rồi sau đó là mình sẽ nói là các bạn có thể đặt câu hỏi. Bây giờ đi vào chủ đề thì nhiều đi ha. À, để coi nói chủ đề gì trước. Nói chủ đề là hôm trước các bạn nói là nói chủ đề là khi giận, khi hai người giận nhau, không nhắn tin, không gọi điện, hoặc là chồng giận vợ thì mình giải quyết vấn đề giận như thế nào cho nó hợp lý, hay là người yêu cũ quay về, hay là mình giận thì mình có nên xin lỗi để cho người yêu cũ quay về hay không. Đại khái là giận, chủ đề giận á. Thì bây giờ mình đi chủ đề giận trước ha. Sau đó mình có thể đi qua cái chủ đề hôn nhân, là mình đi bảy cái nguyên tắc trong cái cuốn sách của tiến sĩ John Gottman, một cuốn sách bán chạy bestseller ở Mỹ. Rồi sau đó mình có thể đi qua chủ đề tổn thương. Thì tới chủ đề nào thì hỏi chủ đề đó thôi. Chị sẽ ngưng cho mọi người hỏi. Nếu ok thì các bạn có thể share ha, share cái live stream để cho mọi người có thể coi, để mọi người còn biết đăng ký lớp học chứ. Nói live thì nhiều người thích nhưng mà tới đăng ký lớp học thì lại không có nhiều người đăng ký. Ok, dùng thực phẩm chức năng như Omega hay là vitamin E trong thời gian dài hay không? À, chị có một cái live stream mà cách đây 2 năm rồi, mà live stream đó tới mười mấy ngàn view á, mà giờ chị không biết nó nằm ở đâu luôn. Thì chị nói á, là vitamin E á, hay là vitamin E á, mình xài xong mình có window brick ở bên Việt Nam. Chị khi bữa chị Loan chị nói cái từ gì mà nghe ngộ ngộ, có nghĩa là mình xài 3 tháng rồi mình ngưng, rồi mình xài ví dụ mình xài 2 tháng rồi mình ngưng 1 tháng, rồi mình xài even cái fish oil là cái omega 3 đó mình cũng vậy, mình xài một thời gian rồi mình ngưng để làm chi, để cho cơ thể mình nó tự điều hòa, nó quay lại trạng thái cân bằng. Tại vì vitamin E thì có một cái nghiên cứu mà dài, mà cũng không có nghiên cứu đó, nó nhỏ quá, nó ít người bệnh nhân quá thì nó cũng không khẳng định được. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mình xài vitamin E nhiều quá thì mình máu mình nó bị mình dễ bị stroke á. Nhưng mà cái thông tin đó không có quan trọng đâu. Cái quan trọng á là mình xài một thời gian mà mình ngưng. Chị nghĩ là xài 2 tháng nên ngưng 1 tháng, xài 2 tháng nên ngưng 1 tháng. Tại vì dầu vitamin E hay là omega 3 mình đâu cần mà xài nhiều dữ vậy đâu. Rồi ví dụ như là nếu mà tăng vòng 1 và tăng cân, thì tăng cân á thì bạn phải lên tìm cái nutrition để mà, tại vì tăng cân á là thứ nhất là phải ăn nhiều tinh bột. Phải ăn nhiều tinh bột thì căng cân mới nhanh. Chào Bích Huyền. Bích Huyền hôm nay canh livestream của chị á. Thank you. Còn còn vòng 1 á, vòng 1 thì thường mình tập thể dục. Mình tập thể dục để cho vòng 1 mình nó phát triển đúng và nó săn chắc. Không có cái bài tập nào mà thật sự mà tăng vòng 1 đâu. Nhưng lúc mình có giống như là lúc mình có bạn trai hay lúc mình có chồng á, thì cái việc mà chồng gần gũi với mình đó thì nó cũng làm tăng vòng 1. Hoặc là mình tự xoa bóp, massage đúng á thì vòng 1 nó vẫn tăng. Tuy nhiên cái kích thước mà để tăng vòng 1 á, mà để cho lộ rõ á, thì nó rất là ít, nó ít thì bạn sẽ không thỏa mãn đâu, bạn sẽ không thỏa mãn đâu. Cho nên nếu mà vòng 1 nhỏ thì bạn thấy là tất cả đại gia ở bên nước ngoài á quen những cô gái vòng 1 cực kỳ nhỏ, những cái cô người mẫu hình như người ta không có vòng 1 luôn. Cho nên vòng 1 nó cũng có nét đẹp riêng của vòng 1 nhỏ chứ không cần. Tuy nhiên nếu mà bạn quá gọi là mất tự tin á thì có thể là đi giải phẫu, nhưng mà đừng có tăng size nhiều quá, tăng chút xíu thôi, ví dụ như tăng 1 lên 1,5 thôi, chứ đừng tăng 1 mà lên tới 5-6 luôn thì giống như nó hơi mệt mỏi. Thì đó cho những bạn mà muốn tăng hỏi là tăng vòng 1 ha,
bạn mua thuốc hay bạn mua cái gì bôi á thì nó cũng phình lên được thời gian nó cũng sẹp xuống à. Cho nên để vòng một được tốt á, thì nếu mà có chồng á thì chồng massage thì nó thực sự nó tăng. Và thứ hai á là mình đi tập thể dục cho nó được khỏe, các cái cơ mà nó nâng ngực á nó chắc và nó nâng cái ngực mình lên, thì như vậy thôi. Ok, thì bây giờ vô chủ đề chính đi, chủ đề một chứ không phải chủ đề chính. Chủ đề một là giận. Thì hôm nay Viên nói là Viên nói với Viên dịch cái giận này ra nó ngộ ngộ, có nghĩa là phụ nữ hay giận mà, con gái thì hay giận lắm, nhất là phụ nữ chị cũng vậy, cũng hay giận. Tuy nhiên mình giận thì mình đừng có giận nhiều quá, mà mình đừng có giận lâu quá. Hoa Hoàng Yến chờ lớp phát triển bản thân ha, thêm 2 tuần nữa em. À, đúng. À, thì mình đừng có giận lâu quá, tại vì cái giận của mình á thì mình nhõng nhẽo thôi. Thật ra bạn nghĩ là coi là mình cứ muốn là người ta chiều mình thôi, người ta chiều mình muốn chồng mình chiều mình thôi, mà cái giận đó nó làm mình khó chịu lắm, mình không có làm ăn được gì hết á, mình khó chịu trong người á. Nhưng mà chồng mình á là có cảm giác rất là khác, họ rất là khó chịu khi mình giận, tại vì người ta không nói thôi, không có nghĩa là người ta không không khó chịu ở trong ruột, có nghĩa là mình khó chịu bên trong thì như thế nào thì người ta cũng khó chịu như vậy. Cho nên đừng có để cái giận nó xảy ra như thường xuyên. Như Viên nói là dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt á, có nghĩa là mình tôi không tôn trọng người anh ta, mình cho anh ta là có cái gì đó không có đúng, mình đúng anh ta sai, tại vì mình đúng thì mình mới giận, chứ mình mà sai thì mình đâu có quyền giận ai. Cho nên nếu mà trong cái trường hợp đó cũng không có tốt, còn mình sẽ làm cho người ta mệt mỏi, nhất là trong giai đoạn hẹn hò. Nếu mình làm người đàn ông giận hoài á thì nó sẽ đi tới cái việc là tổn thương rất là nhiều. Cho nên giận cũng được, nhưng mà tốt nhất á là nói ra cho cái người bạn trai mình đi, nói đi, nói em giận em cũng mệt quá à. Thôi đừng giận nữa, tại vì hai người giận là không ai làm được gì hết á, không ai làm được gì hết á. Cho nên khi nào mà thấy mà đủ rồi á, mình giận mà mình phê rồi mình làm hòa luôn, mình tự đi giận mà mình làm hòa luôn. Hoặc là bên kia mà có dấu hiệu bên kia có dấu hiệu làm hòa là mình chụp ngay cơ hội đó liền. Còn trong hẹn hò, nếu mà hai tan như gan trong hẹn hò, nếu như mà bây giờ ha, hai người im lặng và không nhắn tin cho nhau vì lý do gì đó, anh ta khóa hết các tài khoản lại, anh ta không cho mình là Zalo cũng không, Facebook cũng không, số điện thoại cũng không, khóa hết, có nghĩa là mình tổn thương một cái tổn thương quá lớn đi, mình nói anh ta là giống một đứa con nít, hoặc là mình nói anh ta là không phải ra đàn ông, những nói những cái câu khủng khiếp, thì người đàn ông họ khóa hết là chính xác, là cũng không có than được. Tuy nhiên đa số tụi mình á, mình sẽ đa phố bạn gái á là giận chồng cũng thế, là mình lại lại là người chồng bỏ đi, thì mình có xu hướng là mình nhắn tin liên tục nè, rồi mình gọi phone liên tục nè, rồi mình tìm cái cách này để gọi, tìm cách kia, trong khi người ta khóa hết các đường thì mình lấy số phone mình gọi cho anh trai của người ta rồi kêu đưa máy, hay là mình gọi cho mẹ, hay là mình chờ gọi cho gia đình anh ấy. Thì tất cả các đó, các cái đó thì mình không có nên làm, mình nên để cho người ta thở, có nghĩa là lúc mà bạn giận, mà trong trường hợp mà cái người đàn ông đó khóa hết thì bạn hãy để cho một thời gian. Có Biên có tư vấn gần đây thôi á thì Biên nói cô gái á là đừng có cố gắng liên lạc, chỉ gửi một bức thư thôi, chỉ gửi một bức thư cho anh ấy bằng cái email thôi mà Hy còn đọc thôi, là nói là mình sẽ trong thời gian này mình sẽ để cho mình muốn là mình nhìn lại coi mình muốn tập trung vào mình xem xét coi bản thân của mình, và mình muốn để cho anh một thời gian có thể là làm những cái điều anh thích. Thì mình nói một cách nhẹ nhàng vậy thôi, xong sau đó là mình sẽ biến, có nghĩa là mình sẽ không liên lạc,
để làm chi, để cho mình bỏ một cái khoảng cách để cho người ta thở. Tại vì ngày xưa từ lúc quen nhau đến giờ là mình cứ phải là kiểm soát, anh làm cái này anh làm cái kia. Bây giờ đó là một cơ hội tốt cho cả hai, là không ai làm gì nhau cả. Anh về nhà anh, em về nhà em khỏe. Rồi bạn ấy hỏi vậy nếu sinh nhật anh sắp tới tuần tới á, mình có gửi quà gì hay không? Không luôn. Có nghĩa là mình lúc mà mình người đàn ông mà họ đã block hết rồi á, là mình đi về, mình gửi một thông điệp là mình nói rằng á là mình muốn được quay về mình để coi lại mình, và muốn người đàn ông đó có thời gian riêng cho mình, cho nên mình sẽ không nhắn tin gì cả, để cho người ta biết. Không nhiều người á, nếu mà mình không đưa thông điệp đó thì người đàn ông lại nghĩ rằng á là mình hết tình cảm hay là mình quăng cục lơ, thì nó cũng không có tốt. Rồi sau đó mình sẽ về và mình chờ tin nhắn. Thì thường á mà bạn làm tốt điều đó thì người đàn ông thường sẽ quay trở về. Tại vì á cái lúc mà giận bạn á thường là do tổn thương mà người ta mới làm như vậy, tổn thương lớn. Và trong cái thời gian tổn thương lớn đó, nếu mà bạn tấn công tiếp á thì người ta lại tổn thương hơn. Mà nếu bạn để cho người ta được suy nghĩ á, thì trong bản thân trong người anh ta nó cũng có rất là nhiều mâu thuẫn. Anh ta nữa là 50% á là đã có một thời gian quen bạn và đã thương. Và anh ta lại 50% á là quá giận đi. Và 50% á không biết là yêu cô này có đủ lớn để vượt qua hay không. Nhưng mà nếu mình để cho người ta một cái thời gian tĩnh như vậy á, và mình tôn trọng á, thì thường đàn ông sẽ quay về. Chắc chắn sẽ quay về. Họ sẽ chọn cái xu hướng về với mình nhiều hơn. Tại vì mình đang tôn trọng anh ấy. Đối với chồng cũng vậy. Nếu mà chồng giận nhà mà bỏ đi, đi nhậu hay đi đâu đó, mình đừng để cho anh ta được yên. Tại vì đàn ông họ thích đi vào cái hộp trống, nơi mà không có cái vật mà làm anh ta buồn. Mình gọi là vật gây ra stress, mà người vợ là cái người gây ra buồn. Thì anh ta muốn mốt đi ra khỏi căn nhà và đi tới một cái nơi mà có bạn anh ta, hoặc là những cái người mà không có người vợ đó. Mà nếu người vợ đó tiếp tục nhắn tin liên tục, gọi điện liên tục, gọi cho mẹ anh ấy kêu con gọi, thì cái đó là cái thái độ không tôn trọng người ấy. Thì nếu mà bạn chịu khó, bạn không nhắn không gì cả, bạn chỉ cần nhắn một cái tin thôi, là khi nào mà anh xong thì anh về, mà đừng có về khuya quá, giống như là nguy hiểm vậy thôi, là bạn ở nhà bạn chờ. Và nên làm điều đó, không nên liên tục. Cho dù bất cứ cái người nào trên cõi đời này, cho dù con ruột của mình, hay cho dù cô giáo, hay là cho cái dù cái người lạ lùng, mình cũng không bao giờ nha, không bao giờ mà nhắn liên tục và gửi email liên tục, hay là bom tấn người ta bằng tin nhắn hoặc phone cả. Người ta không gọi thì là cứ chờ cho người ta gọi lại, chỉ gọi một cuộc thôi. Tại vì điện thoại mà mình gọi từ cái điện thoại này tới điện thoại khác là nó hiện lên là cái missed call rồi, người ta chắc chắn người ta biết mình gọi. Tại sao mình lại gọi tới, mở máy ra là tới 7 cuộc gọi nhỡ, mà tới một chục tin nhắn. Mà bạn biết á, là người đàn ông á, người ta không thích đọc tin nhắn của vợ đâu. Thật sự á, người ta không thích đọc. Biên đi chơi biết bao nhiêu người rồi, Biên đi trượt tuyết nè, Biên đi với những nhóm mà những cái anh đã có gia đình rồi á, thấy vợ nhắn á, là lấy cái phone ra, trời ơi, sao nhắn nhiều vậy, rồi cất phone vô đi trực tiếp tiếp. Có nghĩa gì? Tin đi, Biên không chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi. Những người đàn ông, người ta lúc mà gây lộn với vợ, mà người ta đi chơi, vợ nhắn tin người ta không muốn đọc, mà người ta đọc rất là nhanh, và người ta đọc hết bạn 100 câu đó, người ta trả lời đúng một câu một thôi, để ý đi. Cho nên đừng, mình phải hiểu nhau, đừng có ở đó mà ngồi nhắn tin nhiều quá, nó cũng mệt. Nhắn mà người ta không đọc thấy phiền không? Thì đó. Rồi đó là cái bước 1 ha, để cho người đàn ông quay về, có nghĩa là mình để cho ông ta một cái khoảng cách để thở. Rồi sau một thời gian thì mình, cái thời gian đó để cho mình đừng có bị lăng tăng á, thì mình đăng ký một lớp học. Ví dụ như yêu nhau 3 năm đi, mà tới cái lúc đó gây nhau mà cả một tháng rồi anh ta không có gọi điện, thì lúc đó bạn nên đăng ký một cái gì để học. Tại vì bạn ở nhà bạn không có việc gì học á, là bạn sẽ nổi điên lên á, giống như mình buồn quá.
mình đăng ký một cái gì học để mình tập trung vào đó, và mình sao nhãng bớt cái chuyện kia và mình chờ đợi. Rồi qua một thời gian, bạn thấy rằng là khoảng 2 tuần thì bạn không thấy người bên kia nhắn, hoặc chưa có đồng tĩnh gì, thì bạn có thể đợi tới tuần thứ ba đi. Thường là người ta sẽ nhắn hỏi là em sao rồi, thì ngay lúc đó là bạn nên gợi ý là đi uống cà phê buổi sáng hoặc là đi ăn trưa, những cái buổi hẹn rất là ngắn thôi, không phải là buổi hẹn bình thường. Có nghĩa là ồ, mình quen nhau lâu rồi, bây giờ đi ăn một buổi trưa cũng không được hay sao? Ví giống như vậy, có nghĩa là lời mời này nó của mình, và mình nên mời cái buổi sáng hoặc buổi trưa nó rất là ngắn, để cho người kia cảm thấy là mình không níu kéo người ta quay về trạng thái cũ. Rồi mình trong cái bữa ăn trưa đó, mình có thể gợi ý, mình nói rằng là ồ, cái áo anh, ngày xưa em mới gặp anh cũng mang cái áo sơ mi giống vậy. Hồi đó anh nhìn thiệt là đẹp. Có nghĩa là mình gợi ý là những cái kỷ niệm cũ của hai người trong cái bữa ăn trưa đó. Rồi mình đi về. Thì ngay cái bữa ăn trưa đó thì mình cũng thể hiện cho người ta biết là mình đã khác rồi. Tại vì anh ta bỏ chạy là tại vì thứ nhất này là mình kiểm soát quá, hoặc thứ hai là mình tổn thương quá. Thì trong cái bữa ăn trưa đó là cái cách để mình chứng minh là mình là không kiểm soát, mình không có gọi là tổn thương nữa. Mình phải tỏ ra rất là kiểm soát bản thân và không có nhắc gì. Tuyệt đối nha, tuyệt đối lúc bạn chưa ăn sáng đó không nhắc bất cứ cái gì về cái chuyện hai người chia tay hết. Đi ăn là đi ăn, đi uống cà phê là đi uống thôi. Và thể hiện cho mình là một cái người thăng bằng. Sau đó thì nếu đi về thì anh sẽ đợi anh ta, để anh ta... để anh ta có thể nhắn tin lại. Thường thì người đàn ông sẽ quay lại nếu mà anh ta có ý vẫn còn tình cảm với mình. Rồi lúc mà anh ta quay lại ha, cái lúc mà trong cái lúc mà mình đi ăn đó, mình có thể nói một lời xin lỗi. Nếu mà trong cái lúc mà đi ăn đó ha, đi ăn trưa hoặc uống cà phê sáng đó, mình nếu mà mình nên nói cái gì thì mình nói một cái lời xin lỗi về những cái việc vừa qua thôi, và nói như vậy thôi, và nói cái lời xin lỗi đó lúc trước khi đi về. Có nghĩa là hai người đi ăn trưa bình thường, nói chuyện vui vẻ, hỏi chuyện trên trời dưới đất, không có nói chuyện gì tại sao chia tay. Sau khi ăn rồi á, sắp ra về á, mình biết là sẽ sắp về á, thì mình nói là một cái lời xin lỗi thôi, và mình nói là mình sẽ cố gắng thay đổi, mình sẽ cam kết thay đổi, là mình sẽ đưa cho người ta một cái tia sáng là mình sẽ ra một con người khác. Ví dụ như là em đã đi học, em đã đăng ký cái lớp thăng bằng rồi, hay là em đã đăng ký cái lớp phát triển bản thân rồi, để cho người ta thấy là con người mình có thể thay đổi được. Tại người đàn ông họ rất sợ quay về với một người phụ nữ mà không thể thay đổi. Nhưng mà bạn thấy nè, là trong cái thời gian á, là bạn chia tay với anh ấy, bạn có thể ngồi và tập trung một mình mà không có làm phiền anh ta. Đó là một dấu, một điểm 10 cộng. Bây giờ bạn gặp anh ta, bạn nhận lỗi, đó là thêm điểm 10 nữa. Tại phụ nữ không bao giờ nhận lỗi. Rồi bạn nói rằng là bạn sẽ có một cái kế hoạch thay đổi mình, đó là một điểm 10. Bạn có 30 điểm 10 đó thì thường đàn ông sẽ quay lại, người ta sẽ không có đi luôn. Rồi lúc quay lại nè, thì lúc quay lại thì sao? Lúc quay lại á, thì cái bữa ăn mà người đàn ông bắt đầu hẹn hò mình lại á, thì trong thời gian á, ảnh nói là thôi tụi mình quay lại đi, hay là thứ bảy này em gặp anh nha, anh chở em đi ăn nha, buổi tối nha, đi cà phê nha. Thì lúc đó là đừng có trách là tại sao lâu quá anh mới quay lại, tại mà sao anh nhắn tin nó hời hợt quá vậy, nó rời rạc quá vậy. Anh không có gọi cái sự là nhiệt tình, thôi không đi nữa, là bắt đầu giận. Là bạn thấy là bạn sai không? Tại vì cái này nó xảy ra bạn thường xuyên luôn á. Tại vì lúc mà tư vấn những cái ca như vậy là các bạn liên tục nhắn cho mình, tư vấn xong rồi kêu về tập trung vào mình đi, ngồi đó chờ đi. Thì lúc mà anh ta nhắn lại á, thì các bạn lại đi theo xu hướng là trách nữa, trách người đàn ông nữa. Trong cái quá trình mà tới cái ngày anh ta quay về á, cái ngày hẹn đầu tiên đó, bạn không có nên đề cập tới cái chuyện mà chia tay. Chỉ trả lời là ok, tới ngày đó là mình sẽ đi.
mình sẽ đi ăn. Và tới cái ngày gặp đó, tới cái ngày gặp mà khi mà quay về đó, mình cũng hoàn toàn không có nhắc. Mình không có nhắc là cái chuyện tại sao chia tay. Tại vì thường các bạn nè sẽ có xu hướng là tới cái ngày mà hai người gặp đó là bạn sẽ nói là mình sẽ ngồi xuống để tìm ra cái hướng cho cái cặp của mình nó tốt hơn. Nhưng mà trong cái thời gian mới quay lại đó, nó rất là sensitive, nó rất là có nhiều cảm xúc. Người đàn ông họ chưa có hoàn hồn, người ta cũng mới quay lại thôi, chưa chắc là người ta sẽ chạy tiếp. Cho nên mình khoan hãy nói đã, mình khoan ngồi xuống bàn gì cả, mình cứ đi ăn đi. Mình cứ tỏ ra bình thường, hoàn toàn không có nhắc tới chuyện cũ. Nếu anh ta nhắc, nếu mà người đàn ông nhắc tới thì mình mới nhắc, mình mới nói chuyện. Còn nếu mình không có ngồi đó mình nhắc, và mình không đi theo lý luận là tại sao chia tay, mình không đi theo lý giải là em như thế này và em như thế kia, em buồn là vì như thế này là vì thế kia, không nói gì cả. Bạn phải hiểu được tâm lý của người đàn ông á, là bạn phải hiểu được tâm lý của sao hỏa mới được. Khi bạn hiểu rồi á, bạn hành xử rất là dễ. Còn bạn không hiểu tâm lý của người đàn ông á, bạn hành xử rất là khó. Có nghĩa là người đàn ông á, họ không có muốn nhắc về cái việc gì mà đã xảy ra mà có vấn đề. Họ muốn cái đó đi từ từ, họ muốn là cái việc mà họ mời bạn đi ăn đó là tất cả rồi, không cần phải nói. Cho nên phải hiểu được cái tâm lý như vậy và đừng có nhắc cái chuyện đó. Thì khi chia tay hai người gặp lại đó, cái buổi đi ăn đó, thì đi ăn vui vẻ trở về rồi, sau này 1-2 tháng sau mình mới bắt đầu nói chuyện về cái vấn đề là cái sự đưa thông điệp với nhau, hiểu lầm nhau. Thì đó là cái cách mà để cho các bạn mà làm sao để níu kéo cái người đàn ông quay về với mình khi chia tay. Thì bạn có thể tư vấn với người khác như vậy. Chào Anna Trần. Thì đó là những cái mà có bạn hỏi chị là làm sao trong cái lúc chia tay thì mình phải làm gì. Thì đó là những cái việc mình làm. Thứ nhất là mình cho anh ta một cái thông điệp là mình sẽ để anh ta được yên và mình cũng được yên. Thứ hai á, là nếu có cơ hội á, là mình sẽ mời đi ăn sáng và ăn trưa và không nhắc lại chuyện cũ. Thứ ba quay về cũng không nhắc lại chuyện cũ. Thì đó là những cái bước. Thì lúc mà làm cái việc này bạn phải tránh. Thứ nhất hồi nãy là Biên nói á, là đầu tiên á, lúc mà hai người giận nhau á, cho dù bạn bận giận tất cả người nào trong hành tinh này á, bạn đừng bao giờ dùng cái phone của mình mà block số của người ta, số Zalo hay số Facebook. Các bạn hay làm vậy, nhưng mà nhớ là từ nay trở đi á, những bạn gái hẹn hò đừng có block. Tại vì á, lúc mà mình block số vậy á, thì cơ hội mình quay lại là rất là ít. Trừ nếu mà mình còn yêu á, mình còn thích cái người này á, là mình đừng có block số. Tại block rồi mở nó rất là phiền. Thay vì mình cứ để đó mà mình không trả lời thì nó khác. Còn mình ra tay á, mà mình block số từ Zalo hoặc số Facebook á, thì lúc mà mình muốn anh ta quay lại á, anh ta cũng không quay lại được, tại mình block rồi. Thà là mình bỏ ngỏ đi, mình mở cửa gì đi, thì lúc nào anh ta muốn quay về thì anh ta quay về là mình tự biết. Cho nên phải kiểm soát cảm xúc ngay lúc đó. Lúc giận á, đừng có xóa, đừng có block. Mà nhớ đừng có block ai hết, trừ khi cái người đó tiếp tục làm phiền mình, tấn công hay là tra tấn hoặc là tống tiền á, thì mình phải lót người đó lại. Còn bình thường các mối quan hệ là không nên, người phụ nữ không nên block. Tại vì mình block đó là mình block tất cả đường anh ta quay trở về với mình. Nhớ là không có block số anh ta. Đó là cái lỗi đầu tiên. Mà nhớ đừng có block. Tại vì mỗi lần mình block ai đó, cái hành động đó nó làm cho người kia mất sĩ diện dữ lắm. Nó làm cho cái người bị block á, là trong lòng người ta đau đớn lắm. Mặc dù nó không nói thành lời, nhưng mà cái hành động mình block vậy á, mình thỏa cơn giận, nhưng mà mình làm người bên kia thấy tệ. Và mình làm như vậy thì mình khóa tất cả các lối đi người ta đi về. Trời ơi, ước gì chị là mẹ em. Chị nhiều lúc có những câu tụi em khen á, mà chị mắc cỡ luôn á. Rồi cái đó. Và thứ hai nữa là lúc mà mình giận người chồng hoặc là người đàn ông của mình, đừng bao giờ
có lớp phát triển bản thân của chị á, có dành cho nam luôn đó em, cả nam cả nữ đi học. Tại vì trong cái lớp phát triển bản thân nó có kho và nhiều thứ lắm. Một cái người gọi là đã phát triển thì như thế nào, và người không phát triển như thế nào. Bạn thấy không, mỗi lần bạn lên Facebook á, mà bạn thấy cô nào á, mà đăng những cái tin á, là nói xấu người khác nè, hoặc là hận đời nè, hoặc là trách một cái người nào đó, mình nghe là mình biết cái người này đang rất là đau khổ trong lòng, thì mình cũng đồng thời mình đánh giá được cái trình độ phát triển bản thân của cô ấy luôn. À, có nghĩa là lên trên mạng thôi, chỉ cần đọc những cái tin mà các bạn đăng thôi là có thể cho điểm được là cái trình độ phát triển bản thân cô này là 1 thôi. À, có thể là không được 1 nữa cơ, có thể là bị âm điểm. Và cái cô nào mà biết đăng á, những cái dòng mà tích cực á, mà giúp cuộc đời á, là những cái cô đó có điểm cao hơn. Và người đàn ông người ta cũng vậy. Nếu bạn có bạn mới chia tay với người yêu cũ mà bạn lên liên tục trên đó, bạn than phiền, thì không có người nào chào Stray. Stray lâu quá. Stray ở Campuchia. Stray ở gần đền Angkor hả? Khi nào nếu có cơ hội bên ngoài, Biên qua bên Campuchia, Biên sẽ liên lạc Stray nha. Thì Biên nói là cái trình độ phát triển bản thân đó, nó... bạn có thể đánh giá được ngay ở trên mạng. Mà mỗi người có một level khác nhau, nó khác nhau ghê lắm. Đó là mới trên mạng mình chưa gặp thôi. Còn mình gặp ngoài đời á, là mình cũng đánh giá được cái người đó. Cái người đó nói chuyện mình cũng đánh giá. Thì cái lớp phát triển bản thân đó là để cho bạn tăng được cái điểm đó lên. Có nghĩa là nếu mà bạn ở trên mạng mà bạn được có 1-2, thì bây giờ cái cách làm sao để cho cái cách mình thể hiện ra cuộc đời, cái cách mình hành xử, cái thái độ của mình làm sao để cho người ta có thể đánh giá mình cao điểm hơn. Tại vì có nhiều người á, cái cách nói chuyện người khác thôi là đã khiến người khác không yêu thương mình rồi. À, nó thì phải thay đổi cái cách nói chuyện và thái độ ha. Rồi quay lại cái vấn đề mà quay lại người yêu cũ, giận chồng hay giận người yêu, thì không nên nhắn tin liên tục, không nên bom tấn những cái tin nhắn, và không nên block gì hết. À, không có nên block gì hết. Rồi đừng có quá im lặng. Có nghĩa là nếu mà cái người đó mà nhắn với mình á, thì lịch sự nhất mình cũng phải nhắn trả lời lại, chứ không thể nào mà mình giam cái tin nhắn đó nhiều giờ và nhiều ngày. Bình thường mình có thể giam, có nghĩa là bình thường mình để cho người đó theo đuổi thì mình có thể để vài tiếng sau là mình bận. Nhưng mà trong thời gian á, mà gọi là giận nhau đó, nó rất là sensitive. À, cho nên nếu mà người đó nhắn cho mình á, mình phải cố gắng, mình không trả lời đúng vào cái câu hỏi, nhưng mà ít nhất là mình gửi cái mặt icon cười, mình phải biết cho người đó quan trọng. Tại vì nếu mà mình đã không yêu thương rồi thì bỏ đi, nhưng mà nếu mình có cái trạng thái là mình muốn quay lại á, thì mình phải tỏ ra cái thiện ý của mình. Mình phải trả lời tin nhắn, không nên giam tin nhắn nhiều giờ. Nhớ nha. Thì ngày khi nào mà bị người yêu đá hay gì á, nhớ mở cái like này, like số 33 ra coi xem lại nha, làm cho nó đúng. Chứ thường làm sai không à, làm trật lất à. Rồi đó, lúc quay lại là nhớ nha, nhớ là không có phải ba mặt một lời gì cả. Nhớ là không phải ngồi xuống để mà ra cái hành động solution hay là giải thích hay là lý giải gì hết á. Không có cần phải giải quyết ngay lúc đó. Quay lại là mừng rồi, quay lại thời gian đi rồi tính tiếp. Đừng có làm liền. Thì đó là cái chủ đề mà giận ha. Giờ đi qua chủ đề khác nè. Thì tuần vừa rồi á, có tư vấn một cái ca hôn nhân, thì một cái người học trò trong Biên trong lớp mới nói á, ồ chị ơi, cái hôn nhân của cái chị này á là có nhiều lợi ích lắm, có nhiều lợi thế mạnh lắm. Có nghĩa là ông chồng á là ổng á là ly dị vợ rồi, và bây giờ cái người này á là cái người có cái vợ thứ hai, cho nên anh không dám gì chị. Với là cái anh này á là anh thích con trai lắm, cho nên chị này sanh con trai thì cái hôn nhân này không có hư được đâu. Rồi ý thứ ba á là anh này lớn tuổi hơn chị này nhiều, thì ảnh ta thương chị lắm, cho nên là chị này có nhiều lợi thế quá trong hôn nhân quá. Thì đó là cái cách nghĩ của các bạn trẻ ha. Các bạn trẻ
lúc mà các cô gái khoảng tầm 25 và lấy chồng 35, chồng muốn con trai nè, rồi chồng lại giống như đã ly dị người thứ nhất rồi nè, thì các bạn lại rất là tự hào và nghĩ rằng là chồng thương mình và chồng không bao giờ bỏ mình được, và các bạn cho đó là lợi thế của mình, và luôn luôn á, đôi lúc nghĩ trong đầu lại thấy tự hào nữa, có nghĩa là chồng mình vậy là không bao giờ bỏ mình được, mình đã sinh con trai là cháu đích tôn nè, là đời mình là coi như xong rồi, có nghĩa là được bảo kê hết rồi, được insurance, được bảo hiểm hết, không có gì mà không hạnh phúc trong hôn nhân. Tuy nhiên cái đó chị không gọi là lợi thế đâu, cái đó không, hoàn toàn nó không là lợi thế trong hôn nhân đâu. Lợi thế trong hôn nhân á là mình làm sao để cho người chồng mình có thể thích mình được, người ta ôm mình mà người ta thích kìa, người ta nói chuyện với mình mà người ta muốn kìa, chứ không phải là mình có con với anh ta đâu, không phải anh ta già đâu, không phải anh ta đã ly dị một lần đâu, cái đó không phải lợi thế. Lợi thế của một người phụ nữ trong hôn nhân là người phụ nữ này phải nhẹ nhàng nè, cái người mà không có nói nhiều á, hay là người phụ nữ mà không có quá nóng giận á, đó là lợi thế trong hôn nhân, để cho người đàn ông có thể yêu mà tối lại ôm mà thích, chứ không phải là ở bên cạnh mà không muốn ngủ chung. Cái nữ tính mới là lợi thế. Các bạn dùng con, dùng anh ta đã ly dị, hoặc là các bạn dùng là anh ta đã già, là lợi thế là các bạn hành xử sai, các bạn dựa vào đó, dựa hơi á, có nghĩa là mình thấy là cái người đàn ông này không thể bỏ mình được, và bắt đầu mình giận hơn nè, mình tổn thương nè, và mình không tôn trọng anh ta, thì bạn có cái hôn nhân mà bạn sống như trong ngục tù. Tại vì người phụ nữ mà không được chồng yêu á, là không có hạnh phúc gì hết, nó không có hạnh phúc gì hết. Mà bạn không hạnh phúc trong hôn nhân á, thì có nghĩa là trong cuộc đời cũng không có thấy vui. Thì đó không phải là lợi thế nha. Lợi thế trong hôn nhân của một người phụ nữ á, là cái người phụ nữ này phải nhẹ nhàng, nữ tính. Đó là một trong những lợi thế. Biết cách đưa thông điệp nữa. Rồi, đó là qua một cái phần hôn nhân. Bây giờ đi tới một cái phần hôn nhân khác mà hồi nãy chị có nói. Thôi, trước cái phần quay về đó, cái phần mà để cho người bạn trai quay về đó, thì các bạn, cái chủ đề giận đó, các bạn có câu hỏi gì không? Có ai có câu hỏi gì không? Trước khi mình qua 7 cái nguyên tắc của hôn nhân, hay là sự kết nối, có ai câu hỏi về cái việc ở đó không? Đúng rồi. Tại vì nói là có con để gia đình hạnh phúc thì nó cũng không đúng. Tại vì thấy là bạn thấy là có những bạn là tới 5 người, người phụ nữ có 5 đứa con với người đàn ông này. 5 đứa con xinh đẹp lắm, xinh đẹp, khỏe mạnh lắm, gia đình chụp hình đẹp lắm, nhưng mà người đàn ông vẫn đi yêu người phụ nữ khác. Muốn họ đi luôn thì mình im lặng hả chị? Nếu mà mình không có muốn quen cái người đàn ông đó, mình có thể nói, mình có thể nói với người ta một cái thông điệp nhẹ nhàng, chứ mình đừng có im lặng quá. Mình đừng có im lặng quá. Mình nếu mà mình không muốn quay lại với người đàn ông đó, mình nên đưa cho người ta một cái tin nhắn hoặc là một cái thông điệp là mình không muốn nữa. Tại vì nếu mà mình im lặng, người ta sẽ tưởng là người ta còn và người ta cố sức để làm, và lúc người ta làm không được, người ta tự tổn thương mình. Cho nên mình là người lớn rồi, mình là gọi là mình all adult, có nghĩa là mình all người trưởng thành rồi. Mình không thích cái gì mình nói, mình không muốn cái gì mình nói. Cũng giống như em bé vậy đó. Mình nói là con muốn cái gì con phải nói, chứ con đừng khóc. Con phải use the word, có nghĩa là mình phải dùng cái ngôn từ, chứ không phải ngồi đó khóc hay là im lặng. Mẹ không biết phải làm gì nếu mà con im lặng, mẹ không biết. Thì có nên nhận người yêu cũ từ tay người yêu mới không à? Em vẫn yêu anh ấy. Có nên giành lại người yêu cũ từ tay người yêu mới? Có nên giành?
Có nghĩa là người đó đã đi quen một người phụ nữ khác. Thì lúc mà một người đàn ông mà họ chia tay với mình và có một người phụ nữ khác thì coi như là chuyện nó chấm dứt. Có nghĩa là mình không có nên, anh ta có một thế giới khác và mình có thế giới khác, mình không có nên quan tâm. Có nghĩa là mình đừng có nhìn Facebook anh ấy, mình đừng có nhìn tin nhắn, mình không có block nha, nhưng mà mình unfollow để mình không xem gì bên đó. Là tại vì lúc người ta có người yêu khác rồi á thì mình đừng có nên xen vô, tại vì mình càng bay vào thì mình càng đau khổ. Cho nên cái việc mà nói là giành người yêu cũ từ tay người yêu mới là không nên, là không nên. Bạn ấy hỏi là làm sao để kiểm soát mình không vào Facebook của người bạn trai, thì chị biết nó, chị nói là unfollow á, unfollow là mình không thấy. Hoặc là trong Facebook nó có một cái option gọi là take the break, có nghĩa là không phải là block, không phải là chặn, mà là mình sẽ nghỉ chơi người ta trong thời gian là 30 ngày hay 20 ngày. Trong Facebook nó có nghĩa là mình muốn nghỉ chơi bao lâu thì mình nghỉ, lúc nào mình chơi lại thì mình xóa cái việc đó đi. Có nghĩa là trong Facebook em thấy là take the break, thì em có thể bấm cái trạng thái người yêu cũ đó vào cái trạng thái là take the break. Có nghĩa là trong thời gian đó Facebook nó sẽ không đưa bất cứ cái tin gì của người người yêu cũ cho mình hết, mình sẽ không thấy, mà anh ta cũng không thấy mình luôn. Mà mình không phải chặn Facebook nha, không phải block, thì có thể xài cái chiêu đó để mà mình đừng có quan tâm. Lúc mà quay về cái việc đầu tiên á, mà mình có muốn người đàn ông này quay về không, mình phải coi người đó có bạn gái mới hay chưa. Nếu có bạn gái mới là xong, hết hết chuyện để nói. Tại vì nếu mà bạn làm nhiều đi nữa thì nó cũng không có ý nghĩa gì cả, tại vì người ta đã có tình cảm với một người phụ nữ khác rồi. Khi nào mà hai người đó chia tay, thì lúc đó mình biết rõ là hai người đó chia tay, thì lúc đó mình có thể mời đi uống cà phê hoặc ăn sáng. Cái lúc đó mình quay lại cái step 1 là mình bắt đầu. Có nên share phòng và sống chung với người bạn trai không? Thì cực kỳ không nha em. Cho dù ở Mỹ cũng vậy, thường share phòng và sống chung một thời gian á thì có xu hướng chia tay nhiều hơn. Thì trong cái lớp mà đường trái hướng dẫn chàng phone lớp á, cực kỳ là không nên sống thử, sống chung trước. Không nên. Cho dù ở Mỹ cũng vậy, bạn sống chung, bạn sống thử trước, có thể là cưới, nhưng mà về cái cảm giác giữa hai người nó không có. Là tại vì á, giữa một người con gái và một người đàn ông trước khi cưới, cái ngày cưới là cái ngày rất là thiêng liêng cho tất cả mọi người, và cái ngày đó là cái ngày hồi hộp và cái ngày người ta mong đợi. Nhưng mà nếu mà hai người mà sống chung sống thử rồi á, thì cái ngày đó nó không có ý nghĩa gì đâu, nó không nên xảy ra luôn. Có nghĩa là nhiều người sống chung sống thử và không làm đám cưới luôn. Thì cái việc đó nó sách nào em đọc, sách nào, sách Mỹ, sách Tây, sách Tàu, sách từ Europe, sách từ Đức hay là sách gì mà về relationship, người ta đều khuyên là không có nên share phòng và sống chung. Mình phải phải có cái sự quyến rũ riêng của mình. Rồi bây giờ đi qua cái khác ha, cái sự kết nối trong hôn nhân đi, trước khi mình đi vô cái việc mà gọi là bảy nguyên tắc của hôn nhân của tiến sĩ John Gottman đi, thì mình sẽ đi kết nối trong hôn nhân. Cái này nói rồi nhưng mà bây giờ nói lại. Các bạn nhớ share cái livestream nha. Bây giờ là sẽ nhắc đó. Chị Loan nói là Biên phải nói là share cái livestream và tag ba người. Nó thôi share được rồi, ngồi tag nữa mất thời gian lắm chị ơi. Chị mới nói rằng trời, đang ngồi coi thì có làm gì đâu mà mất thời gian. Bây giờ nè, tới kết nối trong hôn nhân hay là kết nối trong gia đình, trong anh em ruột với nhau, hoặc là kết nối giữa hàng hò, nó đều giống nhau hết, nó đều giống nhau hết, nó không có khác nhau. Ngày xưa thì nói để mà có kết nối sâu á thì dùng gọi là cái việc là của cô Brené Brown, là mình phải nói ra cái điểm yếu bên trong, cái phần nhẹ bên trong, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Để kết nối với nhau trong hôn nhân hoặc trong hẹn hò,
nó qua những cái mặt sau. Đầu tiên á là phải nói về, phải nói chuyện với nhau được, bằng hai người hiểu nhau nói chuyện với nhau thì mới có kết nối, đúng không? Mới có kết nối. Thì làm sao để nói chuyện với nhau được mà không gây nhau, làm sao nói chuyện mà không có gây, thì bạn phải học cái cách, cái cách mà gọi là cái cách đưa thông điệp, mà hay nói là lời nói là đường dẫn mà thông điệp là cảm xúc á. Thì bạn phải hiểu như vậy nè, là lúc mà hai người nói chuyện với nhau á thì bạn đưa cái, không biết bạn nói gì, không biết bạn múa hay là bạn nhảy hay bạn làm cái gì, mà lúc cái người đó họ có cảm nhận gì á là cảm xúc. Đó, cái người kia cảm nhận được cái gì là cảm xúc. Thì là lời nói là đường dẫn, hay là bạn múa máy, hay là bạn dùng body language, hay là bạn hí hấy, bạn trợn mắt, trợn mồm, trợn mày gì không biết, nhưng mà cái người bên kia họ catch, có nghĩa là họ chụp được cái cảm xúc gì, thì đó là cái điều quan trọng. Cho nên lúc bạn nói á, bạn phải biết là bạn phải đọc vị được cái người đối diện của mình á, người ta sẽ chụp cái cảm xúc gì. Bạn phải đưa được cái cảm xúc đó. Mà thường á là các bạn sẽ vô tình, thay vì đưa ra một cái quả bóng xanh xinh đẹp thì bạn lại đưa ra một cái quả cầu lửa. Có nghĩa là bạn vô tình bạn tổn thương người đối diện mà bạn không có biết. Thì một cái cách để mình tránh mà mình đưa cái quả cầu lửa qua cho anh ta, mà mình chỉ đưa cái quả bóng cảm xúc mà bảy cầu vồng xinh đẹp á, thì đây là những cái cách nè. Thứ nhất á là mình nói ra cái cảm xúc của mình. Nói ra cảm xúc thôi, không phải là cái thông điệp là cảm xúc nha. Mình nói ra cảm xúc là một phần đưa cảm xúc thôi. Rồi cái thái độ mình nữa, phải cộng vào cái thái độ của mình nữa, cái thái độ ngưỡng mộ hay tôn trọng nữa, nó mới ra. Có nghĩa là cái phần mà lời nói là đường dẫn, mà thông điệp là cảm xúc cộng với thái độ, để mình đưa cái quả bầu cầu cảm xúc qua cho người khác. Thì đó là một cái cách để nói chuyện, để không có gây nhau. Và bạn luôn xài, bạn luôn có xu hướng là không lý lẽ, không đi theo hướng đúng sai. Tại vì lúc mà mình lý luận á, lúc mà mình dùng cái não mình lý luận á, để mình ra mình đúng người ta sai á, là mình sẽ đưa một cái cảm xúc rất là tệ qua bên đó. Bạn nhớ là cái cảm xúc cuối cùng á, trái banh cuối cùng bạn đẩy qua bên đó là cái gì? Thì chị nói á, là để tránh cái việc mà đưa qua cái quả cầu lửa cảm xúc á, thì bạn phải học những cái cách là tránh vô tình tổn thương. Ví dụ như là không có góp ý. Trong cái lớp thăng bằng đã nói rất là nhiều lần là mình góp ý với chồng mà không có đúng thời điểm, không có đúng tông giọng, mình không góp ý, không có đúng nội dung, thì cái sự góp ý của mình là một cái sự tổn thương vô tình. Đó là một quả cầu lửa mình quăng qua cho anh ta. Hoặc là mình phải hiểu là mình sẽ không đi theo xu hướng trách người khác. Tại vì nếu mình trách thì anh ta sẽ không nghe mình. Bây giờ mục đích của mình là gì? Rồi mình đi không theo đi xu hướng đúng sai, thì bên kia sẽ nhận được cái cảm xúc tốt. Thì đó là những cái việc nhỏ mà nói hoài thì các bạn cũng không có nghe vô đâu, phải học mà phải đọc tới đọc lui á. Để mình thay đổi một thói quen á, nó rất là khó, bạn thấy không? Để bạn có một cái thói quen mà đi tập gym á, đôi lúc là cả cuộc đời bạn không có làm được luôn. Thì cái việc mà mình tập để mình đưa thông điệp cho người khác đúng á, mà không tổn thương người khác á, đôi lúc cả đời bạn cũng không có làm được. Bạn muốn làm điều đó, bạn phải có cái ý nguyện muốn làm cái điều đó, bạn phải thích làm điều đó và bạn phải làm đúng. Thì bạn phải đọc cái cuốn sách là Sức Mạnh Tiềm Thức NLP á, bạn mới biết rằng á là cái người mình á nó khó thay đổi lắm. Mình phải tiếp xúc với một cái bài đọc, bài viết, một cái bài giảng đó vài chục lần, mình nghe cái câu nói, lời nói là đường dẫn, thông điệp là cảm xúc cộng thái độ, mình phải nghe phải 40-50 lần á, thì may ra mình về mình có thay đổi. Hoặc là mình nói là nên khen người khác, mình nghe 40-50 lần, đôi lúc mình về mình khen được 2-3 cái. Người mình rất là khó thay đổi để nó tốt hơn. Tuy nhiên nếu mà bạn hiểu là cái cơ chế nó khó, bạn cố gắng là bạn đổi được hết á.
người nào cũng có thay đổi được hết. Bạn thấy là có nhiều người họ ngày xưa họ rất là nóng tính, họ rất là không phát triển, càng ngày họ càng phát triển, thời gian họ sẽ phát triển nếu mà họ muốn. Còn có một số người bạn thấy là cả cuộc đời không phát triển, tại người ta không biết, người ta không biết là nó cần cái nỗ lực rất là lớn và cần nhiều thời gian đọc đi đọc lại. Đôi lúc cái lớp hẹn hò hay cái lớp hôn nhân, Viên nói là cứ chụp màn hình đi và về đọc tới đọc lui mấy chục lần, cứ chụp màn hình thoải mái để giữ cái tài liệu đó lại cho mình. Và những lúc mà có sự việc xảy ra, mình lôi cái slide đó ra để mình làm theo đó. Tại vì không có nhớ được, cái não mình trong một lúc nó không nhớ được và nó không tẩy được. Mình phải nói đủ nhiều, đủ lâu á, nó mới tẩy cái não mình đi được. Rồi cái về thông điệp, về cái cách kết nối, là thứ nhất là Viên nói là phải nói chuyện với nhau. Thì để như vậy á, bạn phải biết cách đưa thông điệp. Mà cách đưa thông điệp hồi nãy Viên nói, lời nói là đường dẫn. Cái thông điệp chính là cảm xúc và thái, cộng với cái thái độ của cái mặt mũi của mình, cộng cái thái độ, cái cảm giác bên trong của mình cho người kia. Đó là một cái việc để kết nối. Và ngoài ra bạn phải hiểu được tâm lý của người đàn ông nữa, phải hiểu được tâm lý của người ta, để mình biết. Mình phải đưa được cái thông điệp đó, mình phải hiểu và mình nói chuyện được cái người đó, thì người chồng mình á, người ta mới nói chuyện được với nhau. Và thứ hai, để kết nối được là mình phải có các chữ chỉ quan tâm với nhau. Thì một cái ví dụ mà Biên vẫn hay ví dụ trong cái lớp là thấy là ngày xưa là hôn nhân sắp đặt, arrangement marriage, ở Ấn Độ hoặc là ở người Việt, ở Ấn Độ nhiều hơn mình nha, có nghĩa là mới 2 tuổi thì hai gia đình đã kết hợp hai người rồi, gọi là arrangement marriage. Chị nhớ cái đề tài này tại vì lúc chị mới tới Mỹ là chị làm cái đề tài này, là những cái giống như là những cái phong tục cổ hủ của người Việt và người của người Ấn Độ, có nghĩa là mình hôn nhân đã được sắp xếp sẵn. Thì có những cái hôn nhân sắp xếp sẵn đó, bạn thấy là có những cặp mà ông nội bà nội của mình, ông qua ngoài bà ngoại ngày xưa không có hề hẹn hò mà cưới về, nhưng mà thấy sống vẫn là hạnh phúc. Thì trong đó tại sao là hai người vẫn hạnh phúc trong hôn nhân trong khi không có tình yêu khi mà tới với nhau? Thì một cái điều chứng minh rằng á, là nếu mà bạn làm các cái cảm, các những cái hành động, những cái hành động mà quan tâm nhau, chăm sóc nhau để xây ra một cái chữ tình, thì người xưa người ta hay xài cái từ đó là tình nghĩa. Thì chữ tình đó, không biết là tình nghĩa hay tình yêu, miễn sao là hai người trong hôn nhân hạnh phúc là được. Hai người họ sống và họ thấy tôn trọng và họ thấy không thể thiếu người kia, đó là được rồi, không cần chu lớp, không cần phải tới chu lớp mới hạnh phúc. Thì đó là một cái ví dụ rất là rõ, là bạn tới không cần tình yêu với nhau, mà bạn chỉ cần quan tâm, bạn dùng các cái hành động yêu thương, những cái chữ chỉ quan tâm chăm sóc nhau để xây ra một cái chữ tình ở trong hôn nhân thôi là đã đủ sống rồi. Ngay cả bản thân của chị nữa, là chị cũng chưa bao giờ cho rằng là cái hôn nhân mình chu lớp hay gì hết, mà miễn sao là chị sống trong hôn nhân, chị thấy chồng yêu thương mình, ảnh tôn trọng mình và mình tôn trọng ảnh, mình làm những cái điều mình thích, vậy là hạnh phúc rồi. Cần gì phải có cái chữ chu lớp gắn vào đó, không cần cái chữ chu lớp gắn vào đó mới hạnh phúc. Tại vì rất là nguy hiểm. Là cách đây 2-3 năm là tư vấn cho một cái ca, là cái cô này chồng thì yêu thương lắm, đi ra đường là nắm tay, về là quan hệ tình dục là tới bến, hai người ngồi thiền với nhau, mà cô đi liên tục, cô tư vấn 3-4 lần không hiểu, mà nói là hôn nhân em mấy điểm, 8 điểm, nhưng mà nói tại sao em vẫn mong muốn tư vấn, em muốn chu lớp. Trời ơi, không có cần chu lớp các bạn, chỉ cần là có, mình thấy là mình sống với cái gia đình này mình hạnh phúc là được rồi, mình tự do là được rồi, freedom là được rồi, mình được suy nghĩ những cái điều mình suy nghĩ, mình được nói những điều mình nói, mà ông chồng không có cấm mình, ông có đánh mình, như vậy là hạnh phúc trong hôn nhân rồi, không có cần phải là cái gì to lớn. Mà Viên nói chu lớp đó, mà Viên cứ hay ví dụ hoài, cái chữ chu lớp đó là giống như là bạn là đạt tỷ phú. Không có ai đạt tỷ phú đâu, có 5% hoặc là 3% là tỷ phú. Chứ nó số đó không có nhiều. Nếu mà bạn đó là cái hướng tới của bạn á,
thì bạn tự làm khó mình. Và đôi khúc đó là mình đã quá hạnh phúc trong hôn nhân rồi, nhưng mà mình lại đi tìm một cái gì đó ở trên mây á, thì nó sẽ phí cái thời, như là cái cây mà chị mới nói á, hỏi hôn nhân của em mấy điểm, 8 điểm, nhưng mà vẫn đi tư vấn và vẫn đọc, vẫn nói là chồng, hai người vẫn chưa thật sự là connection, chứ giờ đòi gì nữa. Nó gọi đó là một cái ví dụ ha, là mình biết cách đưa thông điệp, hiểu nhau, đó là gây nên connection rồi. Cái việc mà mình quan tâm chăm sóc với cái người bạn đời của mình to nhỏ gì không cần biết, đó là xây ra connection đó, chứ không phải là phải đưa cái phần mềm bên trong ra mới xây connection. Không phải chỉ là cái đó, hay là phải đi du lịch, hay là phải làm cái gì to lớn mới xây connection. Connection là những cái thứ nhỏ 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 làm hàng ngày với nhau, mà mình cố gắng mình làm với nhau. Một cách nữa là xây connection là mình phải có cái thái độ đúng với nhau. Chồng và vợ có thái độ đúng với nhau và đứng ở vị trí của nhau. Thì để vị trí mà người chồng, người vợ trong cái hôn nhân á, thì Biên ví dụ cái này cho các bạn mà Biên cũng ví dụ hoài. Đó là người chồng á, tưởng tượng á, là bạn thấy á, là cái mối quan hệ ha, với một cô thư ký á, và cái một cái người sếp, người boss ở trong công nhân, trong công ty á, hai người này chưa có hôn nhân nha, thì bạn lấy á, ra một mối tình rất là đẹp, thường như vậy đó. Các cô thư ký rất là nhẹ nhàng, rất là xinh đẹp, và những cái người sếp lớn đó họ có power, họ có quyền lực, họ có giống như họ là như con sư tử vậy, họ rất là to lớn đối với người phụ nữ này, và người phụ nữ này rất là nữ tính, rất là dịu dàng. Thì thường á, cái mối quan hệ đó nó dễ nảy sinh lắm, nó dễ nảy sinh với nhau lắm. Thì trong gia vị trí gia đình cũng vậy, nếu mà bạn đưa được ông chồng lên vị trí người sếp và bạn là cô thư ký nhỏ bé, thì nó sẽ có connection dễ hơn là hai thằng nói chuyện với nhau như hai đứa bạn. Nó có connection nếu như mình có thái độ đúng nha. Có thái độ đúng với chồng là xây connection. Mà Biên luôn luôn nói rằng cái từ thái độ là cái từ quan trọng nhất. Biên luôn luôn phải nói là thái độ quan trọng nhất. Bạn không cần nấu cơm cho chồng, bạn không cần ủi đồ cho chồng luôn, bạn không cần làm cái gì cho anh ta hết á, miễn sao mình đưa được cái thái độ tôn trọng người đó thôi, là người đó đã sống chết với mình rồi. Còn bây giờ á, mình lo hết 5 đứa con, mình vơ hết vào mình làm ha, nhà mình cũng clean sạch sẽ, vườn mình cũng làm hết, nhưng mà mình lại không đưa được một cái thái độ đúng á, thì mình không đưa tới một cái thái độ đúng á, thì người ta sẽ không có connection. Người chồng và người vợ không có connection. Người chồng và người vợ có connection có nghĩa là họ nói chuyện với nhau được, và tối lên giường họ muốn ôm mình, họ muốn đụng vào người mình, thì đó là connection. Chứ không phải là vì anh ta muốn có con trai mà mình sanh con trai là có connection. Cái đó không có, nó không có. Rồi một ý nữa để mà gọi là có kết nối trong hôn nhân á, là bản thân mình á, mình phải phát triển. Mình phải biết kiểm soát cảm xúc, mình phải ra một cái người phụ nữ mà người khác tôn trọng. Tại sao mà cái việc mà mình phát triển bản thân lại có connection? Thì tại vì đó là thái độ người chồng sẽ tôn trọng mình và mình sẽ tôn trọng anh ta. Lúc mà mình ra được cái con bản phiên bản đó, mình sẽ tôn trọng anh ấy bằng cái thái độ, thì đó nó sẽ xây connection. Thì để tóm lại cái việc mà connection trong hôn nhân á, thì nó là tất cả mọi thứ, chứ không phải là chỉ có một thứ, là của Dr. Tiến sĩ Brené Brown. Nó là bao gồm tất cả mọi thứ, trong cái even cái việc là bạn chăm, bạn đưa thông điệp với chồng như thế nào nè, rồi cái việc là thái độ như thế nào nè, các cử chỉ quan tâm như thế nào nè, bạn có quan tâm hay không, rồi thái độ bạn với chồng như thế nào, bạn có đúng vị trí bạn chưa, hay là bạn đã xây được cái chữ tình trong hôn nhân chưa. Chữ tình, tình nghĩa hay tình cảm hay tình yêu hay là tình gì không cần biết, miễn sao có chữ tình đó chưa. Rồi bạn với tất cả các việc đó, với tất cả các điều đó cộng lại, nó sẽ có connection giữa bạn và với ông xã. Nhớ là tất cả mọi điều chứ không phải riêng. Và không cần phải có true love, không cần phải có tình yêu, true love mới sống được, mới hạnh phúc trong hôn nhân được.
Rồi, đó là qua cái phần là kết nối trong hôn nhân. Bây giờ sẽ đi tới, có bạn nào hỏi cái gì không? Phần kết nối trong hôn nhân đó. Trước khi mình qua một cái chủ đề khác nữa. Mình đi hết chủ đề này qua chủ đề khác. Bây giờ có thể hỏi các câu hỏi trong hôn nhân nè. Cái lớp hôn nhân thì tuần vừa rồi xong rồi. Ngày mai ngày mốt là lớp chữa lành. Rồi tuần sau nữa là lớp phát triển bản thân. Rồi tuần sau nữa là cái lớp tức tần tật về tình dục. Cũng như là cái lớp mà sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ để hiểu nhau hơn và yêu nhau hơn. Các bạn hình như không hiểu người đàn ông nhiều, mặc dù đọc rất là nhiều nhưng mà không có áp dụng được. Chị ơi, khi quay lại với người yêu cũ thì nên dẫn dắt như thế nào để người đàn ông rung động và chuyển quan hệ tình dục? Câu hỏi chị không có hiểu lắm, nhưng mà lễ thế nào dẫn dắt? Nếu mà em chưa học cái lớp hẹn hò thì chị rất là mong muốn em đi học đi. Tại vì trong đó nói 2 ngày 8 tiếng đồng hồ, 6 tiếng, 8 tiếng nó mới chuyển tải hết. Mình phải hiểu được là người đàn ông nó như thế nào. Giờ chị trả lời em một là hai câu, chị sợ lắm, chị sợ em về làm sai lắm. Tuy nhiên là dẫn dắt như thế nào để người đàn ông quay lại, khi sau khi quay lại thì mình vẫn là ở vị trí là phải là cái người, nếu mà chưa được yêu á, thì mình phải ở vị trí là không có gọi là all in, có nghĩa là đổ vì người đàn ông này, mình không có quy lụy, mình không có thương. Tại vì nếu mà mình yêu thương anh ta, đó là một cái cách. Nếu mà mình cho tình cảm quá nhiều, mình chăm sóc quá nhiều, đó là một cái cách để mình giết chết cái tình yêu của mình. Có nghĩa là hai người đang yêu nhau, hai người đang yêu nhau, Hằng có nhắn nhưng mà nó dài quá chị không có đọc được. Hai người đang yêu nhau mà bạn là do là không có kiến thức trong hẹn hò á, bạn chăm anh ấy nhiều quá, bạn cho tình yêu thương nhiều quá, bạn thể hiện là bạn đã thuộc về anh ấy rồi, nó gây ra một cái cảm giác nhàm chán á, thì bạn tự mình giết tình yêu của mình. Trong khi á, là bạn nghĩ rất là đơn giản, nếu mình yêu người đàn ông đó thì mình quan tâm chăm sóc và mình dùng hết sức lực cả cuộc đời này cho anh ấy, mà bạn đó là một cái cách bạn giết tình yêu bạn sớm hơn. Cho nên phải có kiến thức trong tình cảm. Rất nhiều bạn, ví dụ như một Z nè, đổi tên ngày xưa tên khác và bạn rất là xinh đẹp, chị thích cái dáng của bạn ghê hồn. Những bạn này á, là đi học lớp hẹn hò hết rồi và bạn biết rõ là trong hẹn hò bạn nên làm cái gì. Nếu mà em chưa học thì chị vẫn khuyến khích, tại vì cái đó là hạnh phúc, rất là hạnh phúc cả đời của mình á, mà mình không biết thì nó rất là phí. Còn dẫn dắt người đàn ông như chị nói á, là mình đừng quy lụy ha, mình vẫn là mình. Bố em say nói ra những lời không hay về mẹ em, lời nói khi say người đàn ông có phải suy nghĩ trong lòng họ không? Jen Huyền cũng có hỏi. Cái đó thì nói những lời không hay đúng là họ có trong lòng, tại vì cái thought là cái suy nghĩ, những cái thinking, những cái điều gì trong đầu mình á, nó phải có thì nó mới xuất ngôn được, nó mới có, mới ra hành động được. Cho nên đúng là như vậy, đúng là như vậy, chứ đó là những cái điều mà ba em không bằng lòng với mẹ em. Thì có lẽ ba em là người có trách nhiệm, và cái lúc mà không say thì ba em vẫn phải gồng, phải gánh, phải cố gắng, phải tỏ ra mình cứng rắn trong gia đình để các con được hạnh phúc. Tuy nhiên trong lòng thì vẫn có những tổn thương từ người mẹ, là từ vợ của mình. Mà ba em là một người quá trách nhiệm đi, cho nên che giấu, chỉ có lúc say người ta mới nói. Nhưng mà quá là đơn giản đi, tại vì nếu trong đầu không có ý nghĩa đó, không có ý tưởng đó thì làm sao say nói được, phải có mới nói chứ. Có lửa mới có khói, còn không làm sao mà nói mà không có suy nghĩ trong đầu. Thì cái tổn thương đó nó âm ỉ phía trong, thì bằng cách nào đó phải chữa lành các tổn thương đó để cho người đàn ông này được hạnh phúc, là ba của em. Hồi nãy Jen Nguyễn có hỏi chị cái câu gì mà chị đọc không kịp, để chị thử coi là Jen Nguyễn hỏi câu gì nha.
bật cái vi tính lên, màn hình vi tính lên, không biết có thấy không. Để chị coi. Hôn nhân theo quán tính, cô vợ cố gắng xây dựng kết nối, học và áp dụng nhiều kỹ thuật để thu phục người chồng. Còn sao nữa? Nếu mà chồng mà đã đi làm xa mà lại có con riêng với người phụ nữ khác, nó tùy thuộc vào là cái giá trị của cái quá trình em hẹn hò, và cái lúc cưới, cũng như là tình cảm người chồng còn cho người vợ hay không. Thì muốn mà kết nối lại hay là xây dựng lại thì người chồng phải có một cái gọi là cố gắng quay về gia đình, phải bỏ việc đó và quay về bên mình thì mới chỉnh sửa được hôn nhân. Còn nếu mà anh vẫn ở xa và ở gần gần người phụ nữ đó thì mình không xây được, mình không sửa được. Mình muốn sửa cái hôn nhân thì người chồng phải nằm sát bên mình mới sửa được. Cho nên cái việc mà người phụ nữ có con với người phụ nữ khác thì đa số các người vợ là có như sụp đổ. Bạn có thể nghe tin gì cũng được, nghe tin là chồng yêu cô ấy, chồng hôn cô ấy ngàn lần, bạn cũng không cần, không thấy quan trọng. Mà hễ có nghe có đứa con là bạn sụp đổ. Nhưng mà lại trong cái quá trình mà gọi là các chuyên gia tư vấn về hôn nhân á, thì người ta lại chưa bao giờ người ta nghĩ rằng là cái việc có con riêng bên ngoài nó ảnh hưởng nhiều tới cái việc hôn nhân của bạn nếu mà tình cảm vợ chồng nó vẫn còn. Tại vì có nhiều người á, chồng á, ra là bị các cô ấy bị gài không à, bị gài để có con không à, đa số là như vậy. Các cô thứ ba đó gài để có con, mà lúc mà gài để có con đó thì người chồng họ chỉ có con là do bị accident thôi, bị tai nạn thôi. Nhưng mà trong lòng á, về sau không có yêu được cái người phụ nữ này thì người ta có xu hướng quay về với gia đình. Có nghĩa là có những trường hợp là người thứ ba đó có 2 đứa, 3 đứa, 4 đứa, trong khi người vợ một chỉ có 1 đứa thôi, và người ta vẫn quay về. Những đứa con nó không nói lên được cái điều gì cả. Những đứa con và những cái lần mang thai đó nó không quan trọng bằng tình cảm ông chồng ông đang hướng về cho ai. Thì việc của em là như vậy đó. Nếu em muốn chỉnh sửa hôn nhân á, thì em phải bằng cách dẫn dắt, đưa thông điệp, hoặc là viết thư, hoặc là nói chuyện nhỏ nhẹ, hoặc là mình không bao giờ tấn công, tại tấn công này anh không về đâu. Mình phải nhỏ nhẹ và mình phải đưa được anh ta về chỗ mình làm, gần nhà mình thì mình mới chỉnh sửa được. Còn ở xa thì không chỉnh sửa được. Mà nếu mình không ra được thông điệp nó đúng thời lúc á, mình để cho nó lâu quá là mình sống rất là khổ trong hôn nhân. Tới một thời điểm nào mình phải ra quyết định, có nghĩa là nếu mà anh không về á, thì mình ly dị. Chứ mình không thể sống cả đời như vậy được. Cảm ơn Nga Diệu nha. Chồng em bình thường rất có trách nhiệm với vợ, nhưng uống bia rượu về là như kẻ thù. Như kẻ thù. Rồi không biết em hỏi cái gì đây. Uống bia rượu như về, lúc mà hết men rượu thì như không có chuyện gì xảy ra. Thì cái đó em thấy là trong cái hôn nhân của em á, là hình như chữ tình nó không có được nhiều đó. Cái tình cảm, cái sự kết nối á, giữa em với chồng nó không được nhiều. Tại vì cho dù người say rượu cỡ nào đi mà yêu người vợ thì về người ta cũng không coi như kẻ thù được. Em lại nói là chồng em rất là có trách nhiệm với vợ, thì đó là trách nhiệm thôi. Các bạn không có nhìn ra được là trách nhiệm và cái chữ tình ở trong hôn nhân nó khác nhau như thế nào. Một người đàn ông có thể có trách nhiệm hoàn toàn với vợ nhưng mà lại không yêu vợ, không có chữ tình yêu trong đó, nó không có tình nghĩa trong đó, nó không có cảm giác là yêu thích cái người phụ nữ này, không có cảm giác yêu thích vợ, thì là cái hôn nhân của em cần chỉnh sửa. Có nghĩa là em cần phải đi học cái lớp hôn nhân, em phải biết là em đặt cái vị trí của em cho chồng em thêm những cái thái độ nào, để cho anh ta phê, anh ta vay bổng,
Rồi em phải nên có sự kết nối đưa thông điệp như thế nào? Và trong gia đình em xây dựng với văn hóa hôn nhân trong gia đình như thế nào? Và cách cử chỉ yêu thương như thế nào? Cái việc mình làm cho anh ta như thế nào? Tất cả các cái đó cộng lại thì làm cho chữ tình trong hôn nhân em nó tăng. Thì lúc say về anh ta không có coi em như kẻ thù. Mà cho dù lúc say lúc tỉnh gì đều yêu thương vợ. Tại vì lúc đó nó không là trách nhiệm nữa mà nó chuyển qua chữ tình rồi. Nó chuyển qua cái cảm xúc rồi. Thì cảm xúc mà người say người ta vẫn yêu. Chứ người say không phải là, bạn thấy là không phải người say tự nhiên người ta biến thành người khác. Ok, thì để chị coi. Để thời gian 6 tháng để chữa sự thương. Mình để thời gian 6 tháng để chỉnh sửa hôn nhân được không chị? Chồng em có tình cảm với người phụ nữ khác. Cái thời gian này á, bạn là cái người có câu trả lời giỏi nhất hơn các chuyên gia về tình cảm. Nếu bạn ngồi xuống và bạn suy nghĩ, tại vì cái thời gian này nó phụ thuộc rất là nhiều từ cái phía chồng mình, từ mình và cô ấy. Có nghĩa là người ta có tình cảm với người phụ nữ kia ở mức độ nào? Ở mức độ là yêu hay là mới quen, hay là họ quen nhau 3 tháng, hoặc là họ quen nhau 6 tháng, hoặc là quen nhau 9 tháng thì nó sẽ khác. Và nếu như mà chồng em ngày xưa trước khi cưới em không hề yêu em thì cái việc mà thời gian khoảng cách này lại khác. Hoặc là anh ta có tình cảm với em mà anh ta lỡ say nắng thì là khác. Cho nên em chính là cái người sẽ quyết định. Mình không chừng chỉnh sửa hôn nhân liền đâu. Đôi lúc mình chỉ là quay lại bên trong mình và làm cho mình bình an thôi. Trong vòng 3 tháng đi, trước khi mình nói chuyện với chồng ấy, là mình cả hai xây hôn nhân hay chỉnh sửa gì đó. Hoặc là em chỉ cần chỉnh sửa một mình em thôi. Nếu mà ông chồng có ở nhà và ông chồng có hợp tác thì đôi lúc mình cũng không cần kéo ông vào. Nếu mà ông chưa có ready thì cái thời gian 3 tháng, 6 tháng, 1 tháng hay 1 năm thì nó phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Mà nếu mà em vẫn không biết thì em có thể đi vô cái lớp, cái nhóm kín ươm mầm của chị á, và em đăng ký tư vấn miễn phí. Thường á, là tối thứ sáu nè, thứ bảy, chủ nhật, từ 7 giờ tới 10 giờ sẽ có 2 ca, thì chị sẽ tư vấn trong lớp học cho các học trò của chị nghe. Nhưng mà chị là cái người tư vấn chính, chịu trách nhiệm chính trong cái phần tư vấn và miễn, hoàn toàn miễn phí. Thì em có thể liên lạc bên nhóm ươm mầm để chị tư vấn cho em, và tư vấn cho em những cái hướng đi sắp tới, cũng như là cái cách chọn chọn như thế nào, tập trung mình về trước hay là như thế nào ha. Ha Minh Phạm. Vợ chồng em đã ly dị được 3 tháng nhưng mà anh muốn quay lại cùng nhau ngồi nói chuyện để giải quyết mọi vấn đề. Vừa xảy ra anh rất yêu em và muốn em quay lại từ đầu. Em nên làm gì đã? Em nên đi học cái lớp hôn nhân đi. Nếu mà em chưa học lớp hôn nhân nào hết, xây và chỉnh sửa lại hôn nhân á, cái cơ hội của em rất là tuyệt vời. Để em biết em phải làm gì. Trong cái lớp đó nó 2 ngày, chị nói 8 tiếng đồng hồ á, chỉ chi tiết từng cái bước một. Chị nói với em thì sợ không có đủ. Nhưng mà nếu mà anh ta quay lại và anh ta rất yêu em thì mình nên xây dựng lại thôi. Mình nên ngồi lại và đưa ra thông điệp, xây lại cái lòng tin, trust, thay lại lòng tin cho nhau. Và mình đặt đúng vị trí của mình đặt đúng cái thái độ của mình ra các cái hành động quan tâm nhau. Và mình biết cái cách đưa thông điệp, đừng có để gây nhau như trước đây nữa. Đưa thông điệp nó có nhiều cái cần phải để ý lắm. Thì bạn đi học lớp hôn nhân đi ha. Rồi nếu mà vẫn không biết làm gì thì có thể đăng ký vô nhóm ươm mầm hạnh phúc để được tư vấn miễn phí ha, về hôn nhân. Cái trường hợp của bạn á, là đang có vấn đề như thế này á, là tư vấn rất là hay, do các bạn học trò chị có thể là học. Rồi. Chị ơi, vợ chồng ở xa chồng có người thứ ba và bảo yêu tôi ta, không còn tình cảm với vợ nhưng lại không dám đối diện với hôn nhân để đưa ra cách giải quyết tốt đẹp. Anh bảo không muốn mất cả hai là sao chị? Thì có nghĩa là lúc này mình phải đặt anh ta ở ngã ba đường. Cả ba em và người thứ ba, anh ta không thể sống cả đời như thế này được.
mình lúc này mình cũng không có sống, tại vì anh ta sẽ dùng dằn người yếu, người không có dám đối diện á, người thì đa số đàn ông vậy, người ta sẽ không dám đối diện, thì mình phải đặt anh ta như là ba bây giờ anh muốn đi hướng nào, em phải cho anh biết, và mình phải bắt buộc, mình phải ép anh ta phải chọn. Có nghĩa là bây giờ nếu mà anh vẫn còn tình cảm thì mình ly dị, còn nếu mà muốn quay về xây dựng chỉnh sửa hôn nhân á, thì là mình quay về với mình. Thì cái trường hợp của em á, thì nó nói rất là đơn giản, nói chung á, là phải dồn người ta vào cái thế là phải chọn lựa, không có ai mà cả cuộc đời này mà sống như vậy được. Thì em để anh chạy ấy chọn, mà nếu em vẫn không biết là nên nói như thế nào thì em cũng có thể đăng ký vào lớp tư vấn nha. Chị nghĩ là ít khi mà chị dám tư vấn ngắn lắm, tại vì không phải là chị không biết nói hay đâu, mà chị sợ là tụi em nghe một câu mà về làm hư hai ba câu á, trong khi tư vấn cả tiếng thì chị mới cảm thấy yên lòng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua 10 cái tư duy tổn thương nha, 10 cái tư duy về tổn thương. Rồi các bạn có thể đặt các câu hỏi về tổn thương. Thì ngày mai ngày mốt là hai buổi cho cái lớp chữa lành. Thì nếu mà bạn nào muốn học thì vẫn đăng ký được, chắc cũng vài chục người rồi đó. Đăng ký để học cái lớp đó, để cho mình được thăng bằng và được hạnh phúc. Để chị coi sao tin nhắn không có chạy nữa. Ok. 10 cái tư duy hai hải đường, chị mới thấy em 10 cái tư duy về tổn thương mà Biên nói rồi, Biên có nói sơ sơ rồi, nhưng mà hôm nay tóm lại cho nó có vẻ như nói hoài cũng nghe không dư đâu, không có dư đâu. Tư duy đầu tiên á, là cái người mà tổn thương mình á, là cái người họ đang bị tổn thương sâu sắc. Chồng mình cũng vậy, nếu mà anh ta đánh mình á, là trong lòng anh ta tổn thương lắm. Và nếu mà anh ta lớn tiếng với mình thì trong lòng anh ta tổn thương lắm. Không biết là mình là cái người gây tổn thương, hay là mẹ chồng, hay là cái người đồng nghiệp, hay là người nào đó đã tổn thương anh ta. Từ trong quá khứ, từ trong vô thủy, có nghĩa là từ xa xưa, hay là do chính mình. Nhưng mà thường á, là do các bà vợ tổn thương chồng trước, thì ông chồng mới là la mắng mình, ông chồng mới là ra tay đánh mình, hoặc là người chồng mới tổn thương mình. Thì cái người mà đang trực tiếp tổn thương mình á, Dinh Dinh có nên yêu bạn thân chơi cùng lâu năm không? Em phải vào tư vấn. Cái khâu này là nguy hiểm, em phải vào đăng ký tư vấn. Mọi người vào cái lớp ươm mầm đi, chị tuần nào cũng có tư vấn hết á, nên lấy cái đó. Tại vì bình thường tư vấn một tiếng là 2 triệu mà rẻ đó, 2 triệu một giờ là rất là rẻ luôn. Bạn vào và được tư vấn miễn phí, vào đó đăng ký đi. Rồi cái người mà tổn thương mình là đang tổn thương sâu sắc. Rồi cái tư duy thứ hai về tổn thương á, là nếu mà một cái việc gì đang xảy ra mà làm một bên buồn thì bên kia cũng buồn theo. Có nghĩa là cái tổn thương đó nó ảnh hưởng cả hai chiều bằng nhau. Có nghĩa là bạn anh ta mắng bạn, bạn bị buồn trong lòng tổn thương thì anh ta cũng buồn và tổn thương. Bạn nói rằng không chị ơi, mỗi lần ổng mắng chị em xong ổng thấy giống như đỡ ngứa gan á, ổng sướng ổng vui lắm, chỉ có em tổn thương thôi. Không phải đâu, anh ta sẽ bị tổn thương, anh ta sẽ bị tổn thương cách khác. Tổn thương về cái việc là niềm tin với người vợ, hoặc là tổn thương về cái việc là tại sao mình tệ như vậy, tại sao mình đánh người ta, tại sao mình người đàn ông mà mình đánh người phụ nữ. Nói chung lại á, là trong vấn đề làm ăn với nhau cũng vậy, hay là trong vấn đề là bạn giao tiếp mẹ con cũng vậy, trong vấn đề là bạn với bạn thân cũng thế. Cứ một cái sự việc xảy ra mà không vừa ý á, thì cả hai bên đều bị tổn thương như nhau. Nó không thể nào mà là một thằng tổn thương là thằng kia không có tổn thương. Cái thằng kia vui vui, cái thằng kia nó không bị hành hạ gì hết. Hai hạt Phạm Thúy Vân. Phạm Thúy Vân mới thật sự là xinh đẹp á. Chị thấy em mới thật sự là cô gái xinh đẹp, là cô giáo.
À, ngày xưa mà nghe cô giáo là thích lắm, tại cô giáo nào cũng là cái người biết hành xử hết. Và những cái người cô giáo dạy văn của chị á, là chị thích lắm. À, đi tới các nhà cô giáo và các cô đưa sách cho đọc. Rồi cái ý một cái tư duy về tổn thương nữa là mình khi nào á, khi nào mà bạn muốn làm cho cái nỗi đau của mình nó bớt đi á, là bạn phải nhận cái sai về mình, nhận hoàn toàn cái sai của mình. Và cái câu mà để bạn lấy được cái trách nhiệm về mình á, sự việc này sai á, tổn thương này nó xảy ra về mình á, là cái câu mình là ai quyết định cái mình có nghĩa là mình đã làm cái gì hư, mình đã làm cái gì không đúng mà để nó xảy ra cái ngày hôm nay, để người ta ghét mình, để cho người ta không thương được mình. À, chào Đạt An, Thủy Đạt An. À, thì đó là một cái tư duy về tự lành. Bạn phải nhớ, luôn luôn nhớ cái câu là mình là ai quyết định cái mình có. Và lúc mà bạn muốn cho một nỗi đau nó vơi đi á, thì lấy cái trách nhiệm trách mình. Cho nên trong tư vấn trong hôn nhân vậy, khi mà các chị chạy tới và các chị đau đớn nói chồng em ngoại tình, chồng em phản bội, chồng em là sở khanh, à, thì các bạn rất là đau đớn. Nhưng mà lúc phân tích ra là không phải, cái người đàn ông này cũng rất muốn được yêu, nhưng mà do bạn là bạn tổn thương, bạn đuổi, bạn nói là anh ta giống con đít, à, anh không phải là cái thằng đàn ông. Thì cái bạn làm liên tục trong vậy trong 5 năm thì người đàn ông họ không chịu nổi và họ đi quen một người khác, thì lỗi đó là của bạn chứ đâu phải là lỗi của anh ta. Thì cái cô ấy sau khi nghe và nhận lỗi về mình thì cô ta thấy dễ chịu hơn. Cô ấy ra được cái cảm giác là thấy tủi thân, có nghĩa là thấy sao mà hình thấy buồn tại vì mình có lỗi trong đó. Và cái nỗi buồn đó rất là tốt, làm cho bạn là đỡ bị tổn thương, tại vì bây giờ bạn không phải là người bị tổn thương mà bạn tổn thương người khác, bạn làm cho anh ta lọt vào cái vị trí như vậy. Rồi một cái tư duy trong tổn thương nữa là cái người mà nói xấu sau lưng bạn đó, cái người mà nói xấu sau lưng bạn đó đôi khi không phải là họ ghét bạn đâu, mà là tụ tập ăn chơi cà phê rồi ngồi nói chuyện là cứ hai bà phụ nữ với con vịt á, là thành cái chợ, có nghĩa là bắt đầu nói xấu người khác. Nhưng mà nói xấu á, là tại vì cái người bên kia nói xấu thì người này ngồi nghe thôi và ủng hộ thôi, thì là cái nói xấu đó không phải là ghét bạn, mà là tại vì hai đứa đang nói chuyện với nhau thì cái người này đang ủng hộ người kia, hai bạn bè nói chuyện ủng hộ nhau chứ không phải là đang nói xấu. Cho nên lúc mà bạn nhận được cái tin nhắn mà ai nói xấu mình á, mà bạn biết rằng á, cái con người đó, cái người bạn thân đó của mình á, không phải là như vậy, có thể là một cái sự hiểu lầm, hoặc là cô ta đang ủng hộ cho cái người bạn mà ngồi chung thôi, à, thì bạn không có bị tổn thương. Đó cũng là một cái tư duy về cái chữa lành hay là tư duy tổn thương. À, rồi một cái tư duy nữa trong cái tổn thương là bạn không thể mà góp ý nếu mà bạn không biết cách. Bạn không thể góp ý nếu mà không biết cách. Tại vì góp ý mà theo cảm xúc, theo gọi là sống theo bản năng, thì bạn sẽ nhất định 100% sẽ tổn thương người kia. Ví dụ như bạn nói anh sao anh lề mề như vậy, lần sau đừng có làm như vậy, tại sao anh dơ như vậy, lần sau anh phải clean cái này như vậy, rồi tại sao anh không có đúng giờ, lần sau anh phải như thế này, thì bạn liên tục gây tổn thương cho người chồng, là người chồng rất là thấp kém, người chồng chưa có hoàn hảo, người chồng cái gì cũng tệ hết, trong khi bạn không công nhận và khen tặng. Thì cái việc mà góp ý mà không biết cách là tổn thương. À, cho nên có nhiều người học theo cái lớp hôn nhân của Biên và họ về á, là họ ngắt cái phần góp ý luôn, có nghĩa là thôi ông chồng sao cũng không góp ý nữa. Rồi nói vậy, nếu chị ơi, nếu mà không góp ý thì ông tệ như vậy sao, bạn góp ý ông cũng không thay đổi, bạn để ý đi. Ông chồng của Biên cũng vậy, ngày xưa góp ý liên tục 10 năm ông cũng không đổi, giờ tính ông cũng đâu đổi đâu. Những cái tính mà gọi là không chết người, ví dụ như là cái khăn ảnh treo lên mà ảnh không có tăng tăng ra cho nó đẹp á, mình á là cái khăn tắm á, sau khi mình tắm xong á mình treo nó lên rồi mình tăng 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 nó ra cho nó thẳng thớm, nhưng mà khi là không treo lên chắc ngang cái cục vậy á, mà mình góp ý hoài á cũng đâu có đổi đâu, 20 năm rồi cái thói quen đó vẫn y chang. Cho nên có nhiều việc không cần góp ý,
À, thôi cứ để người ta sống cuộc đời của người ta đi, mình sống cuộc đời của mình có cái phòng tắm riêng, anh ta có phòng tắm riêng, hai người tự nhiên trong phòng tắm mình muốn làm gì làm rất là thoải mái. Rồi một cái tư duy nữa là trong cái tổn thương và chữa lành á, là cái mình phải suy nghĩ cái câu mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng á, mình phải suy nghĩ cái câu này dài hơn một chút, suy nghĩ sâu một chút. Là thường á, giữa chồng vợ nè, thường người vợ hay nhận ra cái lỗi của mình và quay lại làm hòa với chồng, nhưng mà ông chồng vẫn như vậy, ông không có tha thứ, hoặc là ông vẫn vậy, cái tính ông vẫn vậy, ông không có chịu thay đổi, trong khi em đã cố gắng rồi. Nhưng mà cái sự cố gắng của bạn á, chồng bạn là cái gió đi chẳng muốn ngừng đi, trong khi bạn là cái cây, bạn đã lặng rồi, nhưng mà do là tổn thương trong quá khứ nó quá nhiều, cho nên lúc mà bạn quay lại và bạn chứng minh để cho người chồng đó, và chứng minh nó quá ngắn đi, người ta chưa có đủ tin, mình lặng nhưng mà mình lặng quá ngắn à, cây mới lặng có một chút xíu à, cho nên gió không có ngừng. Có nghĩa là mình muốn cho người đó là ngừng hẳn cơn gió thì mình phải chứng minh đủ dài và đủ lâu, cũng như giờ trong hẹn hò cũng vậy. Nếu như mà mình là cái người kiểm soát và liên tục tổn thương anh ta, mà lúc mình nói với anh ấy là mình quay lại và mình chỉnh, mình thay đổi con người của mình, nhưng mà nếu mà bạn làm không đủ lâu á thì anh ta vẫn thái độ cũ. Cho nên á, là lúc mà muốn chỉnh sửa một cái gì đó, bạn cần thời gian ghê lắm, cần cái thời gian, từng chi tiết thời gian để chi, để mình chứng minh đủ cho người kia thấy cái sự nhiệt tình của mình, chứ không thể nào mà làm mới một chút rồi bắt người kia phải giống mình mới được. À, tại sao em đã làm như vậy rồi mà anh vẫn như vậy hoài? À, tại vì mình chưa làm đủ lâu, mình kiên nhẫn hơn một chút nữa. Thì đó là một cái tư duy tiếp về tổn thương và chữa lành. Rồi một cái tư duy tiếp nữa là khi mà mình hỏi một người nào đó mà người ta im lặng không trả lời, là vì họ có một cái điều rất là khó nói. Mà thường đàn ông người ta không trả lời là người ta không muốn tổn thương mình, và thường cái câu trả lời đó là no. Thì bạn phải hiểu là người đàn ông đó, vì họ không tổn thương mình nữa cho nên họ không trả lời, chứ không phải là họ không có tôn trọng mình. Và cái này xảy ra rất thường xuyên với đàn ông. Nếu bạn trải ra trong cuộc đời á, mà bạn càng đi càng lâu, bạn cứ thấy gặp những cái loại đàn ông này hoài, có nghĩa là người ta không có trả lời, người ta không có trả lời, và mình muốn có câu trả lời á, thì mình hỏi tiếp. Ví dụ như á, mình nói á, em đã nhắn cái tin nhắn trước rồi mà em không có thấy anh trả lời, nếu mà anh không có trả lời cái tin nhắn này nữa thì em hiểu rằng là cái ý anh như thế này, thì đó là cái câu trả lời. Nhưng mà mình đừng có ép người ta phải nói, tại vì cái việc của người ta, người đàn ông á, là người ta không muốn nói những cái lời tổn thương, người ta không muốn trách nhiệm đó. Người đàn ông họ trốn chạy trách nhiệm rất là giỏi, người ta không nói lời yêu thương với mình là tại người ta không muốn có cái trách nhiệm đó, người ta không có nói lời khẳng định mình là cái người như thế nào trong lòng anh ta, người ta không muốn ôm trách nhiệm đó. Nếu như mà mình chơi bài và mình chấp nhận cái chuyện đó thì mình phải chấp nhận, còn nếu như không á thì mình tự mình rút, chứ mình đừng có bắt người đàn ông họ nói bằng cái cách là anh phải nói. Bây giờ mình ông ta, và bạn sẽ gặp hoài luôn từ đây cho tới cuối đời, mà lúc mà bạn tương tác với người đàn ông, người ta sẽ không trả lời, và bạn tự phải tìm câu trả lời trong cái sự im lặng đó. À, có nghĩa là nhắn thêm một tin nữa đó, giống như vậy đó, hoặc là tự mình rút lui. Những người đàn ông như thế là tự mình rút lui, mình không có bỏ thêm thời gian cho người ta nữa. Còn nếu cái người đàn ông mà yêu thương mình, mà có trách nhiệm cho mình á, thì người ta phải nói. Còn người ta không nói thì đa số là người ta sợ tổn thương mình à, và người ta đã rút lui, thì mình phải biết à. Và nhiều bạn gái là muốn muốn và bạn cứ làm và bạn tự tổn thương mình. Rồi một cái ý ở trong tư duy về tổn thương nữa là một cái sự việc gì xảy ra hôm nay, có nghĩa là sự mà gây lộn nhau mà nói tiếng lớn hôm nay á, nó có thể là nguyên nhân nó từ 10 năm trước, hoặc là nguyên nhân một cái khoảng thời gian, có nghĩa là nó là kết quả nguyên một quá trình trước đây, chứ không phải là gây trong ngày thứ bảy, là tại vì những cái việc xảy ra ngày thứ bảy,
gây chủ nhật là tại những cái việc xảy ra ngày chủ nhật mà gây do, không phải do thái độ, mà cái thái độ này hình thành là do 10 năm vừa qua mình sống như thế nào mà để người ta không tin mình, 10 năm người qua mình sống như thế nào mà để anh ta có thái độ là không tin mình á, không có tin mình nói, không tin, hoặc là anh ta có thái độ là anh ta bị tổn thương nhiều quá, anh ta tổn thương nhiều quá, cho nên lúc lúc mà mình nói cái câu đó, mặc dù nó rất là nhẹ nhàng, nó không có gì hết, nhưng mà nó lôi là những cái vết đau cũ mà mình đã nói trong quá khứ và làm anh ta bực mình. Ví dụ như là hôm nay gây nhau vì cái việc đón con đi, mà cái việc đó nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà có thể là 2 tuần trước bạn nói là anh không xứng đáng là cái thằng đàn ông, thì ngay cái thời điểm đó người đàn ông sẽ nhớ cái câu đó và người ta sẽ gây cái chuyện đón con với bạn, chứ không phải là do cái chuyện đón con mà nó to lớn như vậy. Nhưng mà nếu mà bạn nhìn cái việc đón con á, mà bạn suy ra thì bạn thấy là người đàn ông này là kỳ cục quá, quá thô lỗ cọc cồng. Tại sao cái việc đón con đó rất là đơn giản vậy mà anh làm lớn chuyện như vậy? Nhưng mà không phải, là do là bạn đã tổn thương anh ta trước đó. Cho nên mình nhìn sự việc á, hai người tổn thương nhau như thế nào, mình nhìn, mình kéo dài ra, mình đi về sâu trong quá khứ. Ví dụ như mâu thuẫn giữa mẹ con, mình phải đi sâu về quá khứ, coi việc gì xảy ra trước đó. Thì đó là các tư duy về chữa lành. Nó là 10 cái thôi mà hình như trong lớp học nó có tới 30 mấy cái. Thì chị sẽ chọn ra những cái như vậy thôi. Bây giờ ai có câu hỏi sẽ trả lời câu hỏi tiếp. Còn chủ đề mà 7, gọi là 7 nguyên tắc trong hôn nhân của tiến sĩ John Gottman á, thì hẹn ngày khác đi. Bây giờ trả lời câu hỏi á, các bạn nào mà muốn đi ngủ thì đi ngủ, còn bạn nào muốn hỏi thì hỏi. Nếu mà không có câu hỏi thì mình cũng ngừng. Thì các lớp tuần sau, ngày mai, ngày mốt sẽ có lớp chữa lành, tuần sau có lớp phát triển bản thân, rất là nhiều bạn đăng ký, nó hay lắm. Rồi tuần sau nữa thì có lớp là tức tần tật về tình dục, nó có sức khỏe tình dục, nó có, các bạn học cái lớp xong là thành là thông thái luôn, có nghĩa là thử máu biết con trai mấy tuần thứ mấy. Nói chung là nó nhiều về cái kiến thức về sanh sản, về quan hệ, hay là bài tập thở hả? Em tập thở mà thấy mệt hả? Thì em cứ tập thở theo cái nhịp của em không có cần đếm theo cái nhịp trong lớp học. Chị đã nói trong lớp học rồi, em chỉ làm sao mà, tại vì có thể là cái capacity, cái lên của em nó nhỏ và em không có thói quen thở sâu, thì lúc em thở thì làm em thấy mệt, thì em chỉ làm, em tập từ từ thôi, em tập từ từ nhẹ nhàng thôi, hít vào thở ra, hít vào thở ra nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà nhớ làm cái bài đó thường xuyên một chút, tại vì cho tới bây giờ chị vẫn làm cái bài tập đó, có nghĩa là để mình kiểm soát cảm xúc và mình đọc vì được những cái suy nghĩ của mình, những cái cảm xúc mình nó đang đi tới, nó sắp đi tới hoặc đã đi qua. Chị ơi, làm sao xóa các tổn thương mình đã gây trong quá khứ cho chồng? Thì cái việc này nó cần em thời gian, và em phải, cái tình yêu là một cái việc là cực kỳ xóa được tất cả các tổn thương trong quá khứ. Thì cái việc đầu tiên á, mà em phải làm là em ngưng tổn thương chồng. Tại vì nếu mà em không biết mà em còn vô tình, tại chị nói tổn thương chồng thường là vô tình thôi, chứ không phải ai cố ý hết. Thì cái việc đầu tiên là phải ngừng tổn thương để người ta tin rằng mình đã ngừng cái tổn thương đó. Còn nếu mình không ngừng tổn thương thì em có làm gì nữa người ta cũng không tin. Thứ hai là cần thời gian. Và thứ ba là cần, gọi là cái sự nhiệt tình của em trong quá trình hàn gắn. Và thứ tư là sự kết nối. Thì 4 cái đó nó sẽ chữa lành được tổn thương cho người chồng. Em nên đi học cái lớp thăng bằng đi. Em nên đi học đi, tại vì trong đó nó quá hay. Tập thở có giống như mình ngồi thiền không? Để được ngồi thiền á, thì em phải biết thở trước. Ngồi thiền thì, tại vì thiền có thể là thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm. Thiền là một cái việc là em ngồi và em tập trung cái suy nghĩ vào một chỗ.
thiền là tập trung suy nghĩ vào một chỗ, và cái hơi thở của em thở sâu cũng là tập trung vào hơi thở. Thì nếu thiền tập trung vào hơi thở là một cái bước đầu tiên của thiền thôi, mà nếu mà em thiền được á, là rất là tốt, là em vừa ngồi đọc bức 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 động mà em vừa tập trung vào hơi thở. Thì cái não của mình á, nó giống như là một con khỉ á, nó lăn tăn, mà để cho nó sáng ra, để cho nó bớt đau khổ, cái việc đầu tiên là bắt con khỉ nó lại thôi. Nếu mà bạn đi sâu về Phật giáo thì bạn thấy như vậy á, không phải là mình phải đi chữa lành hay là mình phải suy nghĩ nguyên nhân hay cái gì cả. Cái não mình lăn khỉ bay tới chỗ này, bay tới chỗ này, bay tới chỗ kia, nó bay tới bay lui, bay tới bay lui. Thì cái việc mà mình để cho mình thông minh, thông thái để mà mình bớt đau khổ á, mình chụp con khỉ đó, mình bắt nó ngồi một chỗ. Có nghĩa là lúc đó là cái về cái tâm thức của mình á, mình tập trung vào cái hiện tại của mình á, mình tập trung vào hơi thở, mình không đi về quá khứ, mình không đi tới tương lai. Tại vì đi tới tương lai bạn sẽ buồn, bạn sẽ có cảm giác như là không có hy vọng. Đi về quá khứ bạn sẽ đau khổ, tại vì bạn thấy là bạn không được xứng đáng. Cho nên bạn cắt cái quá khứ đi, bạn cắt cái tương lai, quăng đi, bạn quay về quá hiện tại, bạn tập trung vào hơi thở. Thì cái lúc đó là người nó hết đau khổ và người nó sẽ sáng thông minh ra. Đó, đơn giản là như vậy. Rồi, có bạn nào hỏi về chữa lành không? Hay là tổn thương, hay là hôn nhân, hay là phát triển bản thân? Có câu hỏi mà nó trôi đi rồi, các bạn có thể cắt dán lại. Bây giờ thì hồi nãy chị có thấy ở bên đây gió đang rất mạnh nha, 2 ngày rồi gió liên tục. Gió chắc có bão ở đâu á. Gió nó nguy hiểm là nó làm đổ cái cây á, nó làm ngã cây xuống đường. Thì đôi lúc nó đè những chiếc xe, đôi lúc có người chết. Tại cái khu chị ở nó toàn là rừng không à, cái khu Đông Bắc nước Mỹ á, rừng cây không là cây. Về Cali hay về Sài Gòn tìm cây không có, chứ ở đây á, là rừng á, cây thành rừng rừng luôn á. Ok, thì nếu mà có một ngày mình nên tập thở 10 lần đúng không? Thì để cho những cái người mới tập thì 10 lần là được rồi. Còn lúc nào bạn nhớ thì bạn cứ quay về hơi thở. Lúc mà bạn tập mà rành lắm rồi, giỏi lắm rồi, bạn không cần thở sâu nữa. Bạn chỉ cần quan sát cái hơi thở vô ra vô ra thôi. Hoặc là bằng lần chổi hạt, hoặc là bạn để cái ý nghĩ của mình mỗi bước đi thôi. Trên những bước đi mình đi qua, thay vì mình đi nhanh thoăn thoắt thì mình đi chậm lại và mình nhìn xuống các bước chân, mình để cái suy nghĩ mình ở đó. Thì đó cũng là một cái cách là mình đừng để con khỉ đó lăng quăng thôi, mình gom nó lại một chỗ. Thì nếu mà bạn đi sâu về thì bạn thấy là như vậy thôi, là mình đã kiểm soát được cảm xúc. Và cái việc kiểm soát cảm xúc đó, nó không phải là mình vận nội công hay là mình làm cái gì to lớn hết, mà kiểm soát cảm xúc đó là mình phải biết là nó sắp tới hoặc là nó mới đi qua. Mình phải biết là khi nào nó tới, mình đang có, cho dù cái cảm xúc nó phần phần nó như núi lửa, mình cũng biết nó đang có. Tại vì có rất nhiều người họ không biết họ đang có nổi giận, họ không thèm để ý tới nổi giận của họ, họ chỉ làm theo bản năng, thích thì nói. Em là cái người nóng tính, và em không phải là cái người nóng tính, mà em là cái người không có khả năng kiểm soát cảm xúc, chứ không phải là nóng tính. Nóng tính là bản năng, nhưng mà em kiểm soát cảm xúc đó là thói quen. Cho nên cái việc mà để kiểm soát cảm xúc á, là cái việc đầu tiên phải làm là em phải thấy được cái cảm xúc của mình thấy giống như là nó đang màu xanh, màu đỏ, màu hồng. Thì cái việc mà để thấy được cái cảm xúc là thứ nhất á, là cái việc dễ nhất đầu tiên á, là có thể viết nhật ký, hoặc là cái việc thứ hai á, là tập trung vào hơi thở hoặc thiền. Em hay bị hoảng loạn, sợ, thì làm sao để mình chữa hết cái cảm xúc này? Thì em có thể là em có trong quá khứ, có những cái do em sống trong cái môi trường mà em luôn luôn không có an toàn, em ở một mình, hoặc là nó luôn có xảy tới những sự cố. Ví dụ trong xóm, là trong xóm quận 5 đi, nó luôn có dao búa, nó luôn có đánh nhau, thì em có cái cảm giác này. Thì em nên tìm hiểu về cái những cái gọi là đứa trẻ bên trong á, thì làm sao để em có thể là
quay lại và nhìn. Và cái lúc mà em phát triển bản thân hoặc là em kiểm soát cảm xúc, em thấy cái việc mà em đang hoảng loạn đó nó đang tới, thì từ từ em sẽ kiểm soát nó được. Ok, Ngọc Hiền em muốn hỏi gì? Thấy chị ơi mà chưa thấy câu hỏi. Đang chờ, chắc đang đánh máy. Thì nếu các bạn mà có các ca tư vấn mà đang trường hợp mà giống dầu sôi lửa bỏng, chồng đang có như thế này hoặc ly dị hoặc ly thân, những cái trường hợp mà rất cần tư vấn á, thì bạn có thể vô cái nhóm ươm mầm hạnh phúc của chị. Và tối thường là sáng thứ sáu chị sẽ đăng, là thứ bảy chủ nhật tối thứ sáu có những cái ca như thế này, thì người nào mà đánh comment đầu tiên á thì sẽ được chọn. Có nghĩa là người nào nhanh tay sẽ được chọn vào cái tuần đó. Và mỗi tuần chị đều đăng những cái khác nhau, cho nên bạn nào đã comment cái tuần trước á, thì hãy đón thứ sáu tới chị sẽ đăng cái bài khác. Và người nào vô trước thì đã được tư vấn trước. Ok mọi người, vậy nha. Thank you. Có gì mình sẽ nói chuyện sau. Tuần tới gặp ha, tối thứ ba 8:30 tối. Cảm ơn mọi người nha, đã ngồi nghe Biên nói. Thank you. Xin chào, chào Thùy Dung, chào em. Chào mọi người. Cảm ơn em Phương.